Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện ta mô phỏng Trường Sinh Lộ của tác giả Phẫn Nộ Đích Ô Tặc. Tập 31. Chương 301, lần đầu thấy Thiên Huyền Kính. Cơ hội chỉ có một lần, các ngươi phải cố gắng nắm bắt cho tốt. Kỳ Hoành Đạo nói với giọng điệu hết sức nghiêm nghị. Các học viên cũng hiểu rõ, cơ duyên như vậy rất có thể chỉ xuất hiện một lần trong đời, cho dù có tâm tính vững vàng đến đâu thì họ cũng không khỏi cảm thấy bất an lẫn mong đợi. Đứng trước đám đông, Kỳ Hoành Đạo lấy ra một khối linh phù truyền tin, dường như để liên hệ với ai đó. Một lúc sau, ông ta gật gật đầu kết thúc truyền tin và lại lấy ra một tấm thiên huyền tiểu kính từ nhẫn chữ vật rồi ném lên cao phía trên đầu đám đông. Tiếp theo, ông ta lại lấy ra một tấm ngọc giản màu bạc rồi bóp vỡ nó một cách nhẹ nhàng. Ngay sau đó, vô số ký tự hỗn loạn lộn xộn tuôn ra từ trong ngọc giản đó. Kỳ Hoành Đạo bắt quyết, số ký tự lần lượt bay về phía thiên huyền tiểu kính trên trời cao theo một thứ tự nào đó. Lý Phàm híp mắt nhìn lên thiên huyền tiểu kính trên đầu, phát hiện ra từng đoạn văn tự kia lần lượt lóe sáng lên với tốc độ cực nhanh. Số ký tự này liên tục biến đổi. Sau khi hấp thụ số ký tự trên, thiên huyền vốn bình thường bỗng lại biến hóa trở nên kỳ dị, viền kính phát ra ánh sáng nhàn nhạt rồi từ từ tan chảy biến mất. Từ đó, mặt kính như không còn bị giới hạn nữa, bắt đầu mở rộng ra khắp xung quanh một cách nhanh chóng. Chỉ trong chớp mắt, tấm kính vốn chỉ bằng bàn tay kia đã vươn mình biến thành một cánh cửa to lớn cao trăm trượng, rộng 30 trượng. Mặt kính rộng lớn cao vút kia không phản chiếu cảnh sắc xung quanh, mà thay vào đó là những dòng ánh sáng màu bạc đang chuyển động. Khi mọi người đang thán phục trước biến đổi này thì Kỳ Hoành Đạo đã bay đến trước kính, đánh ra một đạo pháp quyết. Chùm ánh sáng bạc lượn lờ trên mặt kính chợt vươn ra và bao phủ Kỳ Hoành Đạo. Đúng lúc này, những ký tự trên mặt kính cũng hiện ra rồi tan biến trong chớp mắt. Như đã xác nhận được thân phận của Kỳ Hoành Đạo, chùm sáng bạc kia nhạt dần. Sau đó, lại có những đốm đen dần lan ra từ chính giữa rồi nhanh chóng chiếm trọn toàn bộ mặt kính. Một thông đạo không gian hình chữ nhật được hình thành ngay trước mặt mọi người. Đây là có thể chọn bất kỳ một mặt kính nào của thiên huyền kính làm vật tiết điểm để mở ra không gian truyền tống. Dường như còn phải thông qua hai tầng xác nhận là mật mã và thân phận thành viên liên minh nữa. Lý Phàm căn cứ vào cảnh tượng trước mắt mà suy đoán. Theo sau ta, thông qua nghiệm chứng thân phận của thiên huyền kính thì mới có thể đi vào thông đạo. Nói xong, Kỳ Hoành Đạo dẫn đầu bay vào trong. Những học viên còn lại cũng vội vàng bay đến phía thông đạo với tâm trạng phấn khích. Mỗi lần có người chuẩn bị xuyên qua thì sẽ có chùm ánh sáng bạc soi xuống xác định thân phận. Nếu không có gì kỳ lạ xảy ra thì ánh sáng bạc sẽ biến mất, chứng tỏ người này đã thông qua kiểm chứng. Nguyên tắc vận hành có vẻ giống với thiên huyền tỏa linh trận. Lý Phàm nghĩ vậy rồi cũng theo sau đoàn người bay vào thông đạo không gian. Cảm giác chóng mặt lập tức truyền tới. Tương tự với cảm giác khi truyền tống cự ly cực xa, cứ như không gian bị kéo giãn ra, cảm giác cũng bị bóp méo. Ngay giây sau, Lý Phàm cảm giác như bản thân vừa thoát ra từ một lớp màng mỏng bao bọc bên ngoài làn da toàn thân. Hắn ngã xuống một không gian kỳ lạ, sắc màu như biến mất, cảnh vật trong tầm mắt đều là màu xám trắng vô tận. Có hắc tuyến gào thét bay đến từ phương xa, áp sát thân thể mọi người, thậm chí có sợi xuyên qua cả người bọn họ rồi vọt đến nơi xa xăm vô tận. Lại có những bạch tuyến rơi xuống từ đỉnh đầu hoặc phóng ra từ vực thẳm, chúng đều không ngừng vọt đến mặt đối diện. Thỉnh thoảng, khi những hắc tuyến và bạch tuyến giao nhau tại một điểm, chúng sẽ lập tức quấn vào nhau, cuối cùng biến thành một điểm nhỏ hư vô. Điểm nhỏ này sẽ tồn tại trong một khoảng thời gian khác nhau, có cái lập tức biến mất, có cái sau vài nhịp hô hấp vẫn còn đó. Nhưng cuối cùng, chúng chắc chắn sẽ triệt để tiêu tan. Khi vẫn đang ngẩn người chiêm ngưỡng cảnh tượng kỳ ảo siêu thực này, mọi người bất ngờ đều cảm thấy chóng mặt, ánh mắt bị thu hút lên cao. Bọn họ thấy được, trong thế giới rộng lớn không có giới hạn này, những sợi hắc tuyến và bạch tuyến kia đều đang tuần hoàn theo một quy tắc nào đó. Chúng liên tục chuyển động, va chạm, hòa hợp vào nhau. Vô số những điểm hư vô lóe sáng sinh ra rồi lại tiêu tán vào hư không. Tâm thần như bị bức tranh trắng lệ này thu hút, qua một hồi lâu, mọi người mới phục hồi tâm thần. Nghe nói tất cả những bí mật trên thế gian đều được ẩn giấu trong những bạch tuyến và hắc tuyến này.
Tiếc là với tư chất chậm chạp tối dạ, ta không cách nào hiểu thấu được chúng. Giọng nói mang chút tiếc nuối của Kỷ Hoành Đạo vang lên bên tai đoàn người. Đi thôi, mặt kính vừa sinh ra đang ở ngay phía trước. Kỷ Hoành Đạo thuận tay bắt lấy một sợi hắc tuyến vừa lướt qua, ngay lập tức, thân thể của ông ta đã biến mất theo nó trước mắt mọi người. Đoàn học viên thấy thế thì cũng học theo, ai nấy đều vươn tay bắt lấy những sợi hắc tuyến đi qua bên cạnh. Lý Phàm dường như được hòa thành một thể với hắc tuyến, thế giới màu xám vốn vận động cực nhanh, ngay lúc này lại trở nên vô cùng chậm chạp trong tầm mắt của hắn. Sợi hắc tuyến liên tục tiến về mục tiêu nơi xa xăm kia. Trên đường, nếu vô tình có bạch tuyến nào sắp va chạm vào thì chúng đều sẽ như có suy nghĩ của riêng mình, tự động tránh khỏi hắc tuyến có học viên bên trong. Trên đường quá giang, Lý Phàm không ngừng tấm tắc lấy làm lạ trước cảnh tượng hoành tráng này. Không biết qua bao lâu, cuối cùng đã đến biên giới của thế giới xám trắng, những sợi hắc tuyến từ từ tan biến, theo đó, đoàn người cũng khôi phục hình dáng vốn có. Ở phía trước là một vầng sáng bảy màu hoàn toàn lạc lõng giữa vùng thế giới xám trắng đơn điệu. Có lẽ vì đã quen thuộc với hai màu trắng đen, nên khi nhìn thấy quầng sắc màu đang cuồn cuộn uốn lượn kia, mọi người lại tự dưng cảm thấy buồn nôn và cực kỳ chán ghét. Hai màu trắng xám ma sát và va chạm với ánh bảy màu rực rỡ kia. Tuy không có âm thanh phát ra nhưng Lý Phàm lại cảm nhận được hai nguồn lực lượng mạnh mẽ đang xung đột với nhau, chúng giằng co đến mức làm không gian phải rung động theo. Trong quá trình giao chiến, có một bộ phận ánh bảy màu bị hai màu trắng xám cắt lìa nên mất đi sắc màu vốn có và trở thành một khối màu xám ảm đạm, lặng im trôi nổi. Qua một hồi lâu, dường như có những đốm sáng yếu ớt lóe lên từ những khối xám kia cùng một lúc, khiến cho chúng dần dần trở nên lóng lánh trong suốt. Kỷ Hoành Đạo không nói gì, nhưng những học viên đều hiểu rõ, đây chính là quá trình hình thành nên một mặt kính mới của Thiên Huyền Kính. Toàn bộ đều tĩnh tâm tập trung tinh thần, dốc lòng cảm ngộ. Ngược lại, Lý Phàm có vẻ thẫn thờ, hết quan sát cảnh tượng bốn phía, rồi lại chuyển sang cảm nhận tình huống trong cơ thể, sau đó thì lại lâm vào trạng thái trầm tư suy nghĩ. Thời gian dường như tăng nhanh tốc độ vận chuyển. Những đốm sáng liên tục lóe lên, theo đó, những khối xám cũng dần biến mất và hình thành nên những mặt kính mới. Một số trong chúng vẫn ở yên đó, một số khác thì lại bất ngờ biến mất, không rõ đã đến nơi nào. Nhưng tóm lại là đa số vẫn trôi nổi ở nơi biên giới của thế giới màu xám này. Số lượng mặt kính được tích lũy ngày càng nhiều, cho đến một thời điểm nhất định, những sợi tơ đen trắng vô cùng vô tận ở khắp nơi bắt đầu tuôn đến những tấm kính kia. Hai màu trắng đen đan xen vào nhau như cảnh người mẹ không gian khéo léo dùng một chiếc máy dệt đang tỉ mỉ dệt những sợi tơ tinh xảo thành y phục cho những đứa con vừa mới ra đời này. Khi một tấm kính hoàn toàn được bao bọc bởi tác phẩm đan dệt kia, những sợi tơ trắng đen lập tức hòa lẫn vào nhau. Kể từ đó, một khối cầu trắng đen hỗn độn với bề mặt vô cùng trơn bóng được ra đời. Đây chính là trụ cột trận pháp của Thiên Huyền Tỏa Linh trận đó. Âm thanh của Kỷ Hoành Đạo đúng lúc vang đến. Các ngươi xem rõ rồi chứ? Thoáng chốc, âm thanh kia lại dần rời xa. Cảnh vật xung quanh lâm vào trạng thái bất động và tất cả bắt đầu vỡ vụn. Chương 302: Tấn công Xích Viêm. Ngay giây sau, Lý Phàm đột nhiên hồi tỉnh, ngừng động tác bay về phía trước của mình lại. Hắn ngoái đầu nhìn về sau, thông đạo không gian màu đen vẫn ở đó. Thì ra, tất cả những gì bản thân hắn vừa trải qua không phải là truyền tống, mà là ảo giác xuất hiện trong tích tắc khi vượt qua thông đạo màu đen kia. Không, không đúng. Lý Phàm ngẫm nghĩ lại sự việc vừa qua. Quá chân thật. Nếu mang ra so sánh thì có lẽ nó còn chân thật hơn cả trải nghiệm trong vẫn tiên cảnh. Thay vì gọi là ảo giác, có lẽ nên gọi là giao thoa trực tiếp của ý thức. Lý Phàm híp mắt, tinh thể màu lam trong thức hải không ngừng phát lại đoạn trải. Nghiệm đó. Những cảnh tượng ban nãy lần nữa hiện ra, nhưng một bên là trải nghiệm của bản thân, một bên thì lại như xem một đoạn phim, cả hai khác nhau quá rõ rệt. Vì thế, hắn cũng không cách nào cảm nhận lại được cảm giác kỳ ảo khi ở đứng giữa không gian xám với những sợi tơ đen trắng đan xen khắp bốn phía. Hắn chỉ có thể dựa vào cảm nhận từ ký ức để hồi tưởng lại phần nào. Lúc này, những học viên trận pháp có mặt ở đây đều đã trở lại bình thường. Có người tỏ vẻ ngạc nhiên, có người lại lộ ra nét mặt hoang mang khi nhìn thông đạo không gian màu đen đang dần thu nhỏ lại sau khi đã hoàn thành sứ mệnh. Nhân lúc cảm xúc lúc trước vẫn còn lưu lại trong tâm tưởng, các ngươi nên nhanh chóng trở về lĩnh ngộ, khắc ghi vào trí nhớ. À,
có lẽ các ngươi còn cần phải tốn chút thời gian để điều chỉnh lại cảm giác của cơ thể. Kỳ Hoành Đạo vừa cười vừa nói như vậy. Nghe thế, Lý Phàm liền cảm thấy hoảng hốt, vì lúc này, hắn mới nhận ra thế giới xung quanh mình vẫn còn ở trạng thái đen và trắng, đã mất đi những màu sắc vốn có khác. Điều càng làm Lý Phàm kinh hãi hơn là nếu không có lời nhắc nhở của Kỳ Hồng Đạo thì có lẽ hắn cũng không nhận ra được điểm này, cứ như đây là trạng thái vốn có vậy. Đồng hóa, tư duy bị ảnh hưởng, có thể trở thành nền móng thành lập nên Vạn Tiên Minh, Thiên Huyền Kính, quả thật không thể xem thường nó. Nếu như từ trước đến nay, Lý Phàm chỉ xem Thiên Huyền Kính là một pháp bảo siêu cấp thì bây giờ, trong mắt Lý Phàm, Thiên Huyền Kính không khác gì những cường giả siêu cấp đang ẩn nấp phía sau màn mưu đồ kinh thiên. Vào lần đầu thấy Thiên Huyền Kính, nội tâm của Lý Phàm đã không tự chủ được mà sinh ra tham niệm, bảo vật như vậy nhất định phải thuộc về mình. Còn bây giờ thì, cho dù bản thể của Thiên Huyền Kính được đặt ngay trước mặt Lý Phàm, hắn cũng không dám thu nhận, ít nhất là hiện tại hắn không có khả năng tiếp nhận. Những sợi tơ trắng đen kia đại biểu cho thứ gì? Còn chùm sáng bảy màu kia lại có ý nghĩa gì nữa? Trở về biệt viện, Lý Phàm vẫn còn đang bị chìm sâu trong chấn động đến từ lần đầu thấy Thiên Huyền Kính. Trong khi Lý Phàm vẫn nỗ lực cảm ngộ giai đoạn cuối của Thiên Huyền Tỏa Linh trận thì tại Tùng Vân Hải, trận đại chiến mà hắn đã trông đợi từ lâu đã nổ ra lần nữa. Vẫn giống với đời thứ 12, trong đêm khuya tịch mịch, vầng mặt trời do Kim Nhật Tiên Tôn hóa thành bất ngờ vọt lên không trung. Nếu các ngươi đã nhờ lão phu tương trợ, vậy thì ta đây sẽ giúp các ngươi một tay. Còn về phần có thành công hay không thì phải xem tạo hóa của các ngươi ra sao rồi. Giọng nói già nua của Kim Nhật Tiên Tôn vang khắp Tùng Vân Hải, sau đó, ánh mặt trời mãnh liệt soi sáng vạn vật. Mặt trời hiện lên khiến đêm khuya sáng rõ như ban ngày, hết thảy những gì đang ẩn giấu trong bóng đêm đều bị ánh sáng soi rọi. Mọi sinh linh trong Tùng Vân Hải đều giật mình thức giấc, ngạc nhiên, nhìn lên không trung. Một số tu sĩ với ánh mắt tinh tường đã phát hiện ra một thân hình màu đỏ đang lặng im đứng trên không trung. Thiên địa chi phách, Xích Viêm. Ngay sau đó, một dòng tin tức lập tức xuất hiện trong đầu của những tu sĩ trông thấy nó. Tham niệm tuôn trào từ trong tâm khảm khiến bọn họ không thể kìm chế được bản thân, cứ như con thiếu thân không sợ chết mà lao vào trong lửa đỏ, ai nấy đều vội vã bay về phía Xích Viêm. Trên Vạn Tiên đảo, hỗn loạn chỉ xảy ra trong chốc lát thì vòng bảo hộ của Thất Thải Lạc Tiên trận nhanh chóng được triển khai, che chắn tầm mắt của những tu sĩ tại đây. Trong khi đó, phân thân Lâm Phàm cũng rời khỏi Thiên Huyền Kính, đứng giữa đảo ngước nhìn lên bầu trời. Hàng loạt tu sĩ vì tham lam mà mất mạng. Ngay sau đó, dưới ánh mắt khiếp sợ của những tu sĩ còn lại, các vị hóa thần tiên quân lần lượt ra tay sau một thời gian dài mai phục. Tử Vân Tiên Quân vẫn là người ra tay trước tiên. Dòng tinh hà do vô số những ngôi sao lấp lánh hợp thành bất ngờ xuất hiện đan xen với ánh vàng chói lọi của mặt trời, tạo thành lồng giam rực rỡ bao bọc lấy Xích Viêm chỉ vừa hiện thế. Chói! Tiếng hét vang vọng khắp trốn. Năm luồng ánh sáng màu bạc không biết xuất hiện từ đâu bất ngờ hiện ra, lập tức xuyên thủng qua tứ chi và lồng ngực của Xích Viêm. Chúng như những mũi tên cắm trên người của nó, ngay sau đó, ánh sáng bạc tuôn ra từ năm luồng sáng và hóa thành từng sợi dây xích chói chặt lấy Xích Viêm. Hừ, thực lực của vị hóa thần tiên quân này hình như cao hơn kiếp trước không ít. Nhìn thấy cảm này, Lý Phàm híp mắt, cảm thấy khá bất ngờ. Cùng lúc đó, Xích Viêm khẽ nghiêng đầu, ngọn lửa trên người nó lập tức ùa ra khiến cho cả bầu trời trở nên vặn vẹo mơ hồ bởi tác động đến từ sức nóng cực kỳ khủng khiếp. Ngay cả năm sợi dây xích do những mũi tên bạc hóa thành đang trói chặt Xích Viêm cũng dần dần tan biến. Không chỉ vậy, ngón tay của Xích Viêm liên tục búng ra, lập tức có 6 đốm lửa nhỏ không ngừng bập bùng bay vượt về những phương hướng khác nhau rồi nổ tung. Một đốm bay đến tinh hà đầy trời, khiến dòng tinh hà trở nên mờ nhạt. Một đốm bay đến mặt trời trên không, ánh lửa bùng phát khiến mặt trời giảm phần chói lọi. Một đốm phát nổ giữa không trung khiến cho dây xích bạc đang trói buộc Xích Viêm bị nới lỏng. 3 đốm lửa còn lại đồng loạt tấn công 3 vị hóa thần, Thiên Dương, Hồng Hy và Lan Thương. Cơ thể của Xích Viêm chỉ dừng lại trong tích tắc, rồi lại hoán chuyển đến vị trí của một trong 6 ngọn lửa xuất hiện ngay cạnh Lan Thương Tiên Quân. Một ngọn lửa đỏ bùng cháy mãnh liệt và hóa thành bàn tay chộp lấy Lan Thương Tiên Quân cứng ngắc. Trong khoảnh khắc, bên công bên thủ đã đổi vị trí cho nhau. Sao mà tên đốt lò này cũng trở nên lợi hại như vậy rồi? Lý Phàm thật sự có phần ngạc nhiên. Ở kiếp thứ 12, Xích Viêm gần như là bị 5 vị tiên quân đè ra mà hành hạ. Thật không ngờ, trong kiếp này,
nó lại có thể dễ dàng chiếm thế thượng phong như thế này. Năm vị tiên quân đạt được không ít thu hoạch trong trận đại chiến Thiên Linh Châu, giúp thực lực tăng mạnh hơn kiếp trước. Nhưng mà không ngờ, thực lực của Xích Viêm còn tăng nhiều hơn nữa. Hừ, Lý Phàm ngớ người, như vừa nghĩ ra điều gì đó. Lực chiến của các vị tiên quân tăng lên, cộng thêm đại sư trận pháp Trương Chí Lương thấy lợi mà tham gia vào, rồi cả Diệp Phi Bằng được Tùng Vân Hải toàn lực tương trợ, đã dung hợp huyết mạch Côn Bằng. Tính một cách tổng thể, lực lượng trong Tùng Vân Hải hiện nay đã hơn xa kiếp thứ 12. Có lẽ vì bọn họ quá mạnh, đã chạm đến một giới hạn nào đó nên ý chí của thiên địa đã phát giác ra. Nó cảm thấy Xích Viêm kia sẽ không thể nào hoàn thành nhiệm vụ đốt biển như trước nên đã tiến hành cường hóa cho tên đốt lò này. Thiên địa chi phách là, trong chớp nhoáng, khi Lý Phàm dường như đã đoán ra điều gì đó, công kích của Xích Viêm đã đánh lên người Lan Thương Tiên Quân. Tuy nhiên, ngay trong ánh lửa dữ dội, người ta vẫn có thể thấy sắc mặt của Lan Thương Tiên Quân không có gì là bấn loạn. Ngay khi không gian bị nung đến vỡ tan, ánh sáng vàng chói lọi hiện lên, thân hình của Lan Thương Tiên Quân cũng bất ngờ biến mất theo. Trên trời cao, chỉ còn lại âm thanh của Trương Chí Lương vang vọng khắp nơi, chư vị tiên quân cứ an tâm mà công kích, chỉ cần ta còn đây thì Xích Viêm này sẽ không thể gây tổn thương cho các vị được. Các bạn đang nghe chuyện ta mô phỏng Trường Sinh Lộ của tác giả Phẫn Nộ Đích Ô Tặc tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 303, chúng tiên mưu đoạt Xích Viêm. Dường như bị câu nói của Trương Chí Lương chọc giận, những đốm lửa đang chiến đấu với các vị tiên quân lập tức bùng cháy kịch liệt hơn. Và đồng thời, chúng dùng sức mạnh từ đối phương làm nguyên liệu để cháy mãi không thôi, cứ như giỏi trong xương vậy, khó mà trừ khử. Cho dù Trương Chí Lương có liên tục phát động trận pháp, liên tục chuyển rời vị trí của năm vị tiên quân thì ông ta cũng chỉ có thể làm đến mức khiến tốc độ thiêu đốt của những đốm lửa kia chậm lại mà thôi. Chư vị đạo hữu, lấy công làm thủ. Giọng nói của Hồng Hy tiên quân chợt vang lên. Lời này vừa dứt, một ngọn núi chổng ngược bỗng xuất hiện trên đầu của Xích Viêm rồi đè xuống. Ngọn núi nhỏ như kim châm nhưng lại nặng đến hàng ước quân, khiến cho cả người của Xích Viêm không thể không bị trầm xuống. Lửa đỏ quanh người nó cũng không ngừng chớp tắt như bị gió mạnh đập tan. Sóng xung kích phát ra từ va chạm giữa hai bên quét ra tứ phía, tạo nên những đợt sóng khổng lồ không ngừng liên tục khuếch tán ra khắp Tùng Vân Hải. Quét qua Vạn Tiên Đảo, khiến cho Thất Thải Lạc Tiên trận phải lắc lư rung động. Dưới ngọn núi treo ngược kia, ánh lửa chớp nháy rồi biến mất trong tích tắc, rõ ràng Xích Viêm muốn dùng chiêu cũ để biến đổi vị trí. Nhưng không ngờ, ngay giây sau, thân hình nhếch nhác của nó lại bị ép phải xuất hiện ngay tại vị trí cũ. Ngoài khoảng không xung quanh, lờ mờ có thể thấy được vô số dãy núi liên miên chập trùng như một lồng giam đang vây nhốt Xích Viêm, khiến nó không thể dịch chuyển được. Cũng trong lúc này, nó hơi nghiêng đầu dường như đang suy nghĩ cách đối phó. Sau đó, tất cả mọi người trông thấy ngọn lửa vốn luôn chập chờn quanh người nó nay lại trở nên bất động rồi nhanh chóng rút ngược vào trong cơ thể. Khi mọi người vẫn chưa kịp phản ứng, Xích Viêm đã từ hình dáng con người biến thành một ngọn lửa đỏ sáng chói hừng hực chứa đầy sức mạnh hủy diệt. Dãy núi đang giam giữ nó bị nhiệt độ kinh người kia thiêu đốt và bắt đầu tan chảy, sụp đổ. Trông thấy Xích Viêm sắp thoát thân, những vị tiên quân khác bèn vội vã công kích đến. Nước sông cuồn cuộn mãi không dứt, cuộn vải màu bạc như rồng lượn bay xuống, đâm mạnh vào ngọn lửa. Tuy rằng vừa chạm vào đã bị bốc hơi hoàn toàn, nhưng nước sông Lan Thương vẫn không ngừng tuôn ra như vô cùng vô tận, khiến cho tốc độ thoát khốn của Xích Viêm bị chậm lại nửa nhịp. Chết! Âm thanh non nớt của một đứa trẻ con nhưng lại tràn đầy sát khí vang lên. Trong nước sông ngập trời, có thể thấy thấp thoáng bóng dáng màu đỏ pha lẫn màu đen đang lặng lẽ đến gần Xích Viêm. Nó không hề có khí tức của sự sống, Xích Viêm chỉ có thể phát hiện ra khi nó đã đến sát bên người. Thiên Dương, Lý Phàm đương nhiên không lạ gì con rối màu đỏ thẫm này. Khác với hình dáng khổng lồ trước kia, hiện giờ, con rối Thiên Dương đã biến về kích cỡ của người bình thường, ngay cả giọng nói cũng giống người chứ không còn mang vẻ máy móc như trước nữa. Sức nóng kinh người của ngọn lửa đỏ gần như nung chảy toàn bộ những gì ở gần nó. Tuy nhiên, dù cơ thể của Thiên Dương có đang bị hủy hoại đi chăng nữa, sức chiến đấu của nó lại có vẻ chẳng hề bị ảnh hưởng gì. Đến nỗi, ngay khi lớp vỏ cứng bị nung tan hoàn toàn thành một đám chất lỏng đậm đặc thì Thiên Dương lại càng như được giải phóng toàn bộ thực lực của bản thân. Thiên Dương cả đời, không thua gì người, khối chất lỏng đậm đặc kia liên tục cuồn cuộn thay đổi hình dạng, vừa như nước lại vừa giống lửa.
bao vây lấy ngọn lửa đỏ để cho nó mặc sức thiêu đốt mà không có nửa phần rút lui, nó như muốn dùng chính mình để làm cho ngọn lửa kia bị ô nhiễm. Ngọn lửa đỏ bị ép đến mức lại phải thu nhỏ đi một phần. Khi ngọn lửa bị ép phải co cụm lại, những ngọn lửa đang chiến đấu với các vị tiên quân khác cũng bị thu nhỏ theo. Nhân cơ hội này, bọn họ càng tấn công kịch liệt hơn, bị cả năm vị tiên quân vây công, Xích Viêm ngày càng phải thu nhỏ lại. Thắng lợi có vẻ như đã gần ngay trước mắt. Tuy nhiên, sau khi bị ép phải thu nhỏ đến cực điểm, chỉ còn là một điểm sáng nhỏ nhoi khiến người khác không thể nhìn rõ, đốm sáng Xích Viêm lại đột ngột chuyển động. Với tốc độ vượt khỏi tưởng tượng của mọi người, nó vẽ ra một đường sáng đỏ gấp khúc trên bầu trời bao la, bắn xuyên qua, khối chất lỏng đậm đặc đỏ sẫm mà Thiên Dương hóa thành, tạo ra một lỗ hổng lớn trên người của y. Chất lỏng bên trong lỗ hổng kia đã bốc hơi và biến mất hoàn toàn. Chất lỏng xung quanh lập tức tràn vào để lấp đầy lỗ hổng kia, nhưng vì nhiệt độ quá cao, quá trình khôi phục này mãi vẫn chưa xong được. Nước sông Lan Thương cùng với ngọn núi treo ngược kia cũng bị Xích Viêm chém ngang thành hai nửa, nước sông cạn kiệt, thân núi vỡ tan, hai tiếng rên rỉ phát ra cùng một lúc. Hạo Hiên Tiên Quân liên tiếp bắn ra những mũi tên bạc nhưng vẫn không thể nào đuổi kịp vệt sáng đỏ. Ngược lại, trong quá trình đuổi bắt, những mũi tên đó còn bị đồng hóa và biến thành những vệt sáng màu đỏ khác rồi bắn ra những phương hướng khác nhau. Bọn chúng liên tục di chuyển qua lại, hoành hành ngang dọc. Tất cả những gì chắn đường chúng nó đều bị sức mạnh mang tính hủy diệt kia thiêu đốt thành hư vô. Ánh sáng bạc không ngừng lóe sáng, đó là do Trương Chí Lương đang lợi dụng trận pháp để giúp các vị tiên quân chuyển rời vị trí, chống chọi với đợt tấn công đến từ Xích Viêm. Nhưng cho dù là vậy, chư vị tiên quân vẫn ở thế hạ phong. Đúng lúc này, Trương Chí Lương lại có động tác khác. Một cái, hai cái, hàng ngàn, trên vạn. Những khối lập phương màu bạc vô cùng vô tận bất ngờ xuất hiện trên bầu trời, phong tỏa hoàn toàn không gian chiến đấu giữa Xích Viêm và năm vị tiên quân. Tuy bọn chúng trông thì có vẻ hỗn loạn không có quy luật, nhưng Lý Phàm lại có thể nhận ra, vô vàn trận miệng như sao trời kia thật ra đang hư hư thực thực tổ hợp thành một loại trận pháp nào đó. Tụ linh, Trương Chí Lương lạnh lùng cất tiếng. Ngay sau khi giọng nói của Trương Chí Lương phát ra, một bộ phận trận miệng trên vòm trời đồng loạt phát ra ánh sáng màu bạc chói chang. Một tụ linh trận lớn siêu cấp được tạo nên từ vô số trận miệng chi chít bất ngờ hiện ra. Tùng Vân Hải cũng chợt nổi gió lớn, tạo nên sóng gió động trời. Linh khí điên cuồng tụ tập về vùng bị trận miệng phong tỏa giúp các vị tiên quân hấp thụ trị thương. Trong giây lát, cả năm vị tiên quân đã khôi phục lại trạng thái đỉnh cao. Băng Hàn, Trương Chí Lương lại ra tay. Sau hiệu lệnh của ông ta, một bộ phận trận miệng phát sáng, nhiệt độ trên bầu trời nhanh chóng bị hạ thấp, những tinh thể băng bắt đầu ngưng kết trên không trung. Dường như ngay cả đến không khí cũng bị đóng băng, tốc độ chuyển động của vệt sáng đỏ cũng vì thế mà chậm chạp hơn hẳn. Trì hoãn, vô số sợi tơ ánh sáng màu bạc nhanh chóng vươn ra từ trận miệng rồi quấn lấy vệt sáng màu đỏ kia. Sinh diệt, chôn vùi, từng loại trận pháp được hình thành từ tổ hợp trận miệng liên tục được thi triển ra. Thực lực của Xích Viêm bị hạn chế, còn thực lực của các tiên quân thì lại được tăng cường. Nếu cứ tiếp tục như vậy, thực lực song phương sẽ trở nên cân bằng. Vầng thái dương to lớn trên trời cùng với dòng tinh hà màu bạc tạo thành gông xiềng, ngăn chặn liên hệ giữa Xích Viêm với thiên, địa. Còn năm vị hóa thần thì lại có thể tùy ý hấp thụ linh khí của Tùng Vân Hải nhằm bù đắp tiêu hao trong chiến đấu. Mặc cho trong kiếp này, Xích Viêm có cường hãn hơn nhiều so với kiếp trước thì nó chỉ là một tên đốt lò mà thôi. Nếu cứ tiếp tục như thế này, việc nó bại trận chỉ là điều sớm muộn sẽ xảy ra. Ngay khi Lý Phàm cho rằng chiến cuộc sẽ đi theo chiều hướng bên nào chịu đựng được tiêu hao thì sẽ giành được chiến thắng thì thế cục lại biến hóa. Khi cảm thấy mình sắp rơi vào thế bất lợi, Xích Viêm, từ một điểm sáng, lại biến trở về hình dạng con người. Nó định làm gì vậy? Không chỉ Lý Phàm mà tất cả những người đang theo dõi đều không hiểu mục đích của Xích Viêm. Nhưng chuyện này lại khiến cho những vị hóa thần đang chiến đấu kia phải kinh hãi. Chỉ thấy hàng loạt món vũ khí được tạo thành từ lửa bất ngờ xuất hiện xung quanh Xích Viêm. Đao, thương, kiếm, kích, búa, diều, câu, xiên. Xích Viêm lắc nhẹ người, sau đó bỗng có từng Xích Viêm khác hiện ra cạnh bên những vũ khí ấy. Trong giây phút đó, dù trên trời hay dưới đất, tất cả mọi vật đều im lặng đến lạ lùng. Tổng cộng có 18 Xích Viêm tách ra cùng công kích 5 vị tiên quân. Chúng tiên trên vạn tiên đảo cũng ồn ào bàn tán. Chẳng lẽ đây là thuật phân thân? Một Xích Viêm đã khó đối phó rồi, một lúc xuất hiện đến 18 vị. Làm sao mà đánh?
đây khác gì cục diện thất bại đâu cơ chứ. Ta thấy chưa chắc, số phân thân này vẫn có điểm khác biệt với Xích Viêm chân chính đấy. Nhưng dù vậy thì số lượng cũng quá nhiều rồi. Và lại, ngươi nhìn xem, vũ khí Xích Viêm đang dùng không phải chỉ để làm cảnh. Chiêu chiêu đoạt mạng, thế công mạnh mẽ hơn lúc trước nhiều. Mọi người tranh luận với nhau, trong đó có một số người cảm thấy bất an nên thử tìm cách ly khai thông qua truyền tống trận. Thế nhưng, tất cả bọn họ đều kinh hãi phát hiện ra truyền tống trận đã mất đi tác dụng. Sự hoảng loạn bắt đầu lan truyền trong phạm vi nhỏ, có vài người muốn tự mình bay khỏi Tùng Vân Hải. Song, cũng có rất nhiều tu sĩ vững tin rằng các vị tiên quân sẽ không bại trận, vẫn tập trung lực chú ý quan sát cuộc chiến kinh thế này. Mới đầu, đối mặt với công kích của 18 phân thân Xích Viêm, 5 vị tu sĩ hóa thần có hơi luống cuống và bỡ ngỡ, ai nấy đều bị thương nặng. Tuy vậy, dầu gì cũng là tu sĩ hóa thần, họ tất nhiên sẽ không bị Xích Viêm một chiêu đoạt mạng dễ như vậy. Cộng thêm sự trợ giúp đến từ trận miệng của Trương Chí Lương, các vị tiên quân dần quen thuộc với lối đánh mới của Xích Viêm, dù rằng cho vẫn rơi xuống thế hạ phong, bị những phân thân kia áp chế gắt gao. Chư vị, đã đến nước này, chúng ta không nên giấu giếm thực lực nữa. Giọng nói của Hồng Hy tiên quân vang lên, ra tay toàn lực đi. Còn cuối cùng ai đạt đến hợp đạo thì trông chờ vào may mắn của bản thân vậy. Vừa hợp ý ta, lão phu bêu xấu trước vậy. Tiếng cười hào sảng của Hạo Hiên tiên quân vang vọng khắp đất, trời, chúng. Sau một tiếng hét vang, 18 mũi tên bạc không hề báo trước mà xuất hiện, tất cả đều xuyên qua ngực của Xích Viêm. Lan thương giang thủy lạc cửu thiên. Nước sông trút xuống từ trên trời cao, vừa đến chốn phàm trần, nó phân ra thành 18 nhánh như 18 con rồng uốn lượn, lần lượt chiến đấu với phân thân của Xích Viêm. Ken két, từng ngọn núi chỉ bằng ngón tay rơi xuống trên đỉnh đầu những Xích Viêm, không gian như bị nghiền nát và vang ra những âm thanh đáng sợ. Đỉnh đầu của những Xích Viêm kia đều bị đè nén đến mức lõm vào. Ngọn núi ngày càng ép xuống khiến cho cơ thể của bọn chúng bị nén đến vỡ tan. Bên cạnh đó, khối chất lỏng đỏ thẫm do thiên dương hóa thành bỗng nhiên phồng to, tạo nên 18 con dị thú có hình thù kỳ dị lao vào cấu xé Xích Viêm, hết sức hung hăng. Thế cục lại thay đổi, trận chiến bỗng dưng lại trở nên kịch liệt hơn bao giờ hết. Sóng xung kích từ những va chạm trong chiến đấu quét qua toàn bộ Tùng Vân Hải khiến sóng thần dâng lên cuồn cuộn, vạn tiên đảo gần đó cũng bị chấn động không ngớt, rung lắc không ngừng. Hóa thành 18 phân thân, có vẻ như Xích Viêm cũng phải chịu hao tổn không hề nhỏ. Bằng mắt thường, có thể thấy màu sắc của ngọn lửa quanh người những phân thân kia càng ngày càng nhạt hơn lúc trước. Có sự trợ giúp của Trương Chí Lương, trạm bổ sung linh khí siêu cấp, các vị tiên quân không phải hao tổn nhiều linh lực trong cơ thể. Vì thế, cán cân của cuộc chiến có vẻ như càng lúc càng nghiêng về tu sĩ. Ngày lên trăng xuống, chớp mắt mà trận chiến đã diễn ra 3 ngày, Xích Viêm tiêu hao linh lực quá nhiều, đành phải hợp nhất 18 phân thân lại. Ngọn lửa trên người nó vẫn cuồn cuộn nhưng uy lực thì lại kém xa không bằng lúc trước. Chết! Âm thanh đầy sát khí của thiên dương vang lên, y trở lại hình dáng con rối, đập mạnh lên người Xích Viêm. Nhằm phối hợp với công kích của thiên dương, dòng nước lan thương, mũi tên màu bạc, ngọn núi treo ngược và tinh hà sao rơi đồng loạt phát động. Trương Chí Lương sao còn chưa ra tay, còn cả Diệp Phi Bằng nữa. Mắt thấy cuộc vây giết thiên địa chi phách đang đến hồi kết thúc mà hai vị này lại chậm chạp chưa ra tay, Lý Phàm không khỏi cảm thấy nghi ngờ. Phân thân Lâm Phàm bay cao thêm chút nữa để quan sát xung quanh, muốn tìm ra nơi ẩn thân của Diệp Phi Bằng. Khi Lý Phàm đã quan sát cận kẽ hoàn cảnh xung quanh, tim của hắn bỗng đập nhanh hơn một nhịp. Trong lúc sự chú ý của mọi người đều tập trung vào cuộc chiến kinh thế trên trời, Lý Phàm lại phát hiện không biết từ lúc nào, mực nước biển của Tùng Vân Hải đang nhanh chóng hạ thấp. Dường như vô số nước biển tự dựng bị bốc hơi biến mất, trong tầm mắt Lý Phàm, đáy biển ở một số nơi vốn không sâu lắm đều đã bị lộ ra khỏi mặt biển. Quả nhiên là y vẫn chưa từ bỏ ý đồ. Nhớ tới thần thông hóa côn bằng do Diệp Phi Bằng lĩnh ngộ, Lý Phàm chớp chớp mắt. Trong lúc này, Xích Viêm trên không cũng đã bị ép, vào thế bại lui trước công kích liên tục của 5 vị tiên quân. Ngọn lửa quanh người nó giờ đã như ngọn đèn cạn dầu trước gió, gắng gượng lắm mới không bị dập tắt. Ngay lúc này, đợt công kích cuối cùng của các vị tiên quân ập đến. Ta giúp các vị một tay, giọng nói của Trương Chí Lương vừa vặn vang lên. Tuy nhiên, Lý Phàm lại tinh tế nhận ra ý lạnh từ trong đó. Vài chục vạn trận miệng đang phong tỏa chiến trường đồng loạt phát sáng rồi bỗng dưng tắt ngúm một lượt. Khi biến mất trên bầu trời,
chúng âm thầm biến đổi vị trí, một trận pháp mới toanh được hình thành trong chớp mắt. Tụ linh, giọng nói lãnh đạm của Trương Chí Lương lại vang lên. Giọng nói này đã phát ra rất nhiều lần trên chiến trường này, nên tất cả người ở đây, ngay cả các vị tiên quân, cũng đều cảm thấy bình thường. Thế nhưng, khác với lúc trước, trên bầu trời, có một con mắt khổng lồ nhắm nghiền bỗng xuất hiện. Ngay khi hai chữ tụ linh được phát ra, con mắt đó liền mở rộng ngay tức khắc. Tụ linh trận siêu cấp được phát động, tuy nhiên, thứ mà nó rút lấy không phải là linh khí từ Tùng Vân Hải xung quanh mà lại là linh khí từ chính chiến trường kia. Linh khí xung quanh giảm mạnh với tốc độ kinh người, năm vị tiên quân lập tức phát hiện ra điều bất thường. Trương Chí Lương, ngươi muốn chết! Hồng Hy tiên quân vừa giận vừa sợ hét vang cả bầu trời. Ngọn núi treo ngược thay đổi mục tiêu, đâm về phía con mắt trên trời kia. Thế nhưng, không gian phía trước lại liên tục gấp khúc, khiến cho ngọn núi với sức nặng kinh người có thể đè bẹp mọi thứ kia lại không cách nào tiếp cận được con mắt đó. Không chỉ thế, khi phát hiện ra tất cả công kích của mình đều thất bại, không thể xuyên qua phong tỏa không gian kia, các vị tiên quân đều lấy lại bình tĩnh từ cơn tức giận. Lưỡng Nghi Vi trần trận, ngươi đột phá đến hóa thần cảnh rồi. Tử Vân tiên quân, ngươi vẫn chưa nói lời nào kể từ lúc bắt đầu trận chiến, lúc này lại cất lời. Giọng nói thánh thót kia lại khiến cho sắc mặt của các vị tiên quân phải biến đổi mạnh. Còn Trương Chí Lương thì chỉ lặng im không đáp lời. Thấy thế, Xích Viêm vốn trọng thương ở cạnh bèn chớp lấy thời cơ, vội vàng công kích các tu sĩ hóa thần vẫn còn đang trong cơn ngỡ ngàng kia. Bọn người Hồng Hy lại bị ép phải tiếp tục chiến đấu. Nhưng lần này, do bị Lưỡng Nghi Vi trần trận rút lấy linh khí nên bọn họ chẳng thể nào khôi phục lại như trước, hơn thế nữa. Con mắt khổng lồ trên bầu trời kia thỉnh thoảng cũng sẽ chiếu ánh mắt xuống khiến động tác của bọn họ bị trì trệ. Không bao lâu sau, vì phải hứng chịu sự tấn công đến từ cả hai phía Trương Chí Lương và Xích Viêm, các vị tiên quân đã thương tích đầy người. Trương Chí Lương, ngươi đường đường tu sĩ hóa thần, còn lại là đại sư trận pháp, sao lại có thể hành sự đê tiện như thế? Chẳng lẽ ngươi không sợ bị thiên hạ cười chê à? Lan Thương tiên quân tức giận mà trách mắng, thế nhưng đáp lại y là ánh nhìn chằm chằm của con mắt trên bầu trời. Đến Hồng Hy, tiên quân cũng không ngờ rằng nhóm người mình lại bị tên thuộc hạ ngày xưa này tính toán, y bèn vội vã lên tiếng, mong Kim Nhật tiền bối ra tay giúp bọn ta thoát vây. Trên trời cao, vầng thái dương do dự một hồi rồi mới soi xuống một chùm ánh sáng vàng kim. Khi chùm ánh sáng sắp chạm tới con mắt kia thì bỗng dưng lại có một đám mây đen xuất hiện ngăn công kích lại. Trương tiểu tử, an tâm mặc sức mà hành động. Kim Nhật lão bất tử đừng hòng ảnh hưởng đến ngươi. Lúc này, Trương Chí Lương cũng mở lời, cảm tạ tiền bối. Hắc nha! Giọng nói vừa kinh ngạc vừa giận dữ của Kim Nhật tiên tôn vang vọng cả bầu trời. Tuy nhiên, đối diện với đám mây đen đang che phủ ánh sáng vàng kim kia, Kim Nhật tiên tôn cũng chỉ đành trầm mặc, chọn lựa rời khỏi nơi đây. Kim Nhật tiền bối, Hồng Hy vừa đối phó với công kích của Xích Viêm vừa thét lên tuyệt vọng, thế nhưng lại chẳng ai đáp lại. Thấy chỗ dựa cũng đã lựa chọn rời đi, Tử Vân tiên quân đành hóa thành một ánh sao, lập tức xuyên qua không gian, không nói một lời mà đã vội vã trốn chạy. Con mắt trên không trung chỉ nhìn theo một thoáng rồi thu lại tầm mắt, không lựa chọn truy đuổi. Nó chỉ ở yên đó mà quan sát đám tiên quân như những con thú bị nhốt trong lồng giam đang cắn xé lẫn nhau kia. Đối với Xích Viêm, những kẻ trước mặt đều là đối tượng cần tiêu diệt, vậy nên thế tấn công của nó chưa bao giờ ngừng lại. Còn bốn vị tiên quân còn lại, với bản năng tham sống sợ chết, bọn họ cũng không thể nào đứng im chờ chết nên đành phải ứng phó với công kích của Xích Viêm. Chỉ có điều, mấy người này đã bị thương nặng, lại thiếu vắng trợ lực là Kim Nhật tiên tôn và Tử Vân tiên quân, họ đâu thể nào địch lại Xích Viêm nữa. Vậy nên, mặc cho nội tâm trăm ngàn lần không nguyện ý thì họ vẫn rơi vào tính toán của Trương Chí Lương, phải dùng chính sinh mạng của mình để tiêu hao chút sức lực còn sót lại của Xích Viêm. Lan Thương tiên quân là người mất mạng đầu tiên, tiếp theo là Hạo Thiên và Hồng Hy. Chỉ còn lại Thiên Dương tiên quân vốn có sức sống mạnh mẽ là vẫn còn đang gắng sức chống chọi. Mắt thấy sắp đến lúc thu hoạch, chém giết thiên địa chi phách để trở thành hợp đạo tiên tôn, dù đến một người trầm ổn như Trương Chí Lương cũng không khỏi kích động ra mặt. Ngay khi chuẩn bị hành động thì y lại bất ngờ phát hiện mình đã bị một bóng mờ che phủ toàn bộ Tùng Vân Hải bao vây. Một âm thanh như khai thiên tịch địa bỗng vang lên. Tiếp theo đó, một con dị thú khủng khiếp có cơ thể to lớn đến mức không thể diễn tả vọt lên từ dưới biển, nuốt trọn lấy y cùng với Xích Viêm. Chương 304
côn nuốt vạn vật trong thiên hạ. Diệp Phi Bằng vẫn khá lưỡng lự khi ẩn thân dưới biển chờ thời cơ. Y bế khí tập trung tinh thần chăm chú quan sát trận đại chiến kinh thế giữa Xích Viêm và các tu sĩ hóa thần. Tuy rằng thực lực hiện tại của Y đã vượt xa Trương Hạo Ba ở kiếp trước, nhưng chiến lực thực tế của Xích Viêm và các vị tiên quân cũng lớn mạnh hơn so với kiếp trước nhiều. Nếu chỉ có vậy, Y cũng không phải quá lo lắng, quan trọng là vẫn còn một kẻ săn mồi đang ẩn nấp trên chiến trường, Trương Chí Lương. Vị đại sư trận pháp hóa thần đã biết được ký ức kiếp trước của Y nên chắc chắn lão sẽ không bỏ lỡ cơ hội hợp đạo này. Vô số những trận miệng vung vức màu bạc kia khiến cho lòng Y phát hoảng. Nhân vật như vậy sao cam tâm làm một tên hỗ trợ được cơ chứ? Quả nhiên, sự việc phát sinh tiếp theo đã chứng thực cho suy đoán của Diệp Phi Bằng. Thậm chí Trương Chí Lương còn đê tiện hơn nhiều so với tưởng tượng của Y. Lão phong tỏa chiến trường, ép buộc những tu sĩ hóa thần khác phải tử đấu với Xích Viêm, còn chính lão thì ngồi đó làm ngư ông đắc lợi. Hơn nữa, lão còn mời hẳn một vị hợp đạo tiên tôn giúp đỡ. Lỡ như vị tu sĩ hợp đạo Hắc Nha này ra tay, Y sẽ chẳng thể nào có cơ hội thắng cuộc. Có nên mạo hiểm hành động hay không? Quyết tâm vốn có của Y đã bị lung lay trước sự xuất hiện của vị tu sĩ hợp đạo này. Thế nhưng, ngay khi chứng kiến những tu sĩ hóa thần đang tử đấu từng người một mất mạng, Xích Viêm thì càng lúc càng bị thương nặng, còn Trương Chí Lương thì sắp hợp đạo thành công, sự do dự trong Y lập tức biến mất. Đôi mắt chợt lóe lên ánh đỏ mà nhìn vào Xích Viêm đang vô cùng yếu ớt kia, Y cũng không thể kìm lại được tham tâm đang tuôn trào trong lòng. Cung đã lắp tên, không thể không bắn. Việc đã đến nước này, mình cũng không thể rút lui nữa. Có sự phối hợp của Thương Hải Châu, mình có thể dùng thần thông côn phệ để nuốt trọn 1/3 Tùng Vân Hải. Trương Chí Lương đã đọc được ký ức của mình, với sự cẩn thận vốn có, lão chắc hẳn đã có kế hoạch để đề phòng mình. Nhưng, vô dụng thôi. Mình vốn sẽ không giáp mặt chiến đấu, mặc kệ gì mà thiên địa chi phách, gì mà Trương Chí Lương, ta chỉ cần há miệng nuốt trọn. Sau đó, mình sẽ thi triển thần thông bằng phi rời xa Tùng Vân Hải, đi đến Nam Minh Thánh Thú Sơn. Ở nơi đó, lực lượng của huyết mạch thánh thú trong người mình sẽ được tăng cường gấp đôi, mình cứ kiếm một nơi nào đó lẩn trốn, từ từ mà tiêu hóa bọn chúng. Chỉ cần 10 năm, không, chỉ 3 năm, mình sẽ tiêu hóa sạch sẽ toàn bộ bọn nằm trong bụng kia. Tới khi đó, mình chính là Xích Viêm tiên tôn mới. Chỉ trong giây lát, đã có vô số dự tính xuất hiện trong đầu của Diệp Phi Bằng. Vì quá phấn khích, huyết mạch toàn thân của Y trở nên sôi sục. Trong đầu Y chỉ toàn là hình ảnh chúng nhân cúi đầu thần phục khi Y trở thành hợp đạo tiên tôn. Mắt của Diệp Phi Bằng trở nên đỏ rực, Y phát động kinh bằng biến, huyết mạch dị thú như núi lửa phun trào, ầm ầm dâng trào, lập tức lưu chuyển toàn thân. Thương Hải Châu điên cuồng chuyển đổi lực lượng của chính nó cùng với lực lượng đoạt lấy từ Tùng Vân Hải để tạo dựng thân thể cho dị thú Diệp Phi Bằng. Trong lặng lẽ, một yêu thú thượng cổ với thân, hình đạt đến vài ngàn dặm xuất hiện dưới mặt nước. Cái bóng cực đại kia bao vây lấy Trương Chí Lương cùng với vô số trận miệng và cả Xích Viêm. Sau đó, Diệp Phi Bằng nhảy vọt lên, há miệng nuốt trọn bọn họ. Dị thú phát ra tiếng kêu vang vọng trầm thấp, cơ thể to lớn của nó nhảy vọt lên không trung, che trời phủ đất. Ở trên Vạn Tiên Đảo và toàn bộ Tùng Vân Hải bên dưới, những tu sĩ tận mắt chứng kiến cảnh tượng này đều lộ ra vẻ khiếp đảm. Bị che phủ bởi cái bóng của cự thú, tất cả tu sĩ lẫn những hòn đảo đều trở nên vô cùng bé nhỏ. Cự thú ở trên trời cao không lặn xuống biển rộng mà lại vươn đôi cánh cực kỳ rộng lớn trên lưng ra. Lúc này, hình dáng của nó đã trở thành một con quái điểu đen kịt đang vươn đôi cánh to lớn che phủ cả bầu trời. Nó ra sức vỗ cánh, gây ra từng trận gió lớn thổi khắp Tùng Vân Hải. Dưới uy lực đập cánh của côn bằng, cả Vạn Tiên Đảo chỉ như lá liễu trong gió, đung đưa không ngừng. Nước bắn cao vạn dặm, côn bằng bay vút lên không, trong chớp mắt đã lên đến 9 tầng trời. Trong bụng của nó, những âm thanh chấn động không ngừng phát ra. Tuy nhiên, với thân hình quá ư là khổng lồ của côn bằng, trong lúc nhất thời, những công kích như thế chẳng thể gây nên trở ngại gì cho nó. Về phần mình, Hắc Nha Tiên Tôn được Trương Chí Lương mời đến trợ giúp lại chẳng hề có ý định ra tay. Ông ta chỉ hóa thành một con quạ đen một mắt, tỏ vẻ thích thú ngước nhìn về phía côn bằng đang bay xa. Ngay sau đó, côn bằng lại vỗ cánh lần nữa, do tốc độ quá kinh người nên trong mắt các tu sĩ, nó chỉ như một chấm đen nhỏ xíu đang không ngừng phóng về phía nam. Lúc này, các tu sĩ ở Tùng Vân Hải mới hoàn hồn. Đó là cái gì vậy?
bên dưới Tùng Vân Hải lại có một con quái vật khủng khiếp như vậy ẩn núp. Côn Bằng, đó nhất định là dị thú thượng cổ Côn Bằng đã tuyệt tích từ lâu. Nó vậy mà nuốt chửng cả Trương Chí Lương lẫn Thiên Địa Chi Phách. Nếu như vậy, Côn Bằng này sẽ trở thành Xích Viêm Tiên Tôn mới hay sao? Ây, thật đáng tiếc, Trương Chí Lương tính toán kỹ lưỡng nhưng không ngờ rằng phút cuối lại phải rơi vào bụng của súc sinh. Cuối cùng đều là công dã tràng A, chẳng lẽ người thắng sau cùng trong kiếp này lại Diệp Phi Bằng sao? Dưới sự trùng hợp cơ duyên đến từ dị thú Côn Bằng và Tùng Vân Hải, cộng thêm biết trước sự tình nên có thể mưu tính từ trước, y quả thực có đủ điều kiện để đạt đến hợp đạo. Tuy nhiên, y vừa nuốt được Xích Viêm liền trốn chạy ngay lập tức. Có lẽ thực lực của y không đủ nên không thể tiêu hóa ngay. Xích Viêm không chết ngay lúc này, liệu Mặc Sát sẽ giáng xuống hay không? Liệu Tùng Vân Hải có còn bị diệt hay không? Lý Phàm và các tu sĩ còn lại ngẩng đầu nhìn lên bầu trời với sắc thái khó tin. Lúc này, trong tai của mọi người, chỉ còn tiếng kêu rõ to của Côn Bằng truyền đến với sắc thái có vẻ vừa vui vẻ vừa đắc ý. Ngay tại khoảnh khắc khi Côn Bằng sắp biến mất hoàn toàn khỏi chân trời thì dị biến lại nảy sinh. Lý Phàm chăm chú nhìn ra, thân thể không tự chủ mà đứng thẳng dậy. Chỉ thấy, trên bầu trời mênh mông, chợt có sắc tím giáng xuống. Mây tía dợp trời bỗng dưng từ đâu kéo đến, chớp mắt đã che khuất cả thiên không. Có một bóng người hoàn toàn được tạo nên từ tử khí nhàn nhạt ngồi ngay ngắn trên dáng mây chiếm nửa bầu trời kia. Bóng người màu tím nhìn về phía Côn Bằng sắp biến mất mà gằn giọng, tà ma ngoại đạo, lại còn dám lộ diện tìm chết. Âm thanh phát ra cực kỳ quái dị, vừa giống tiếng trẻ con non nớt, lại vừa như được kết hợp thành từ giọng lãnh đạm của một nam tử trung niên thế nhưng lại vô cùng uy nghiêm, như tiếng sấm vang vọng truyền khắp nhân gian vậy. Những sinh linh nghe thấy giọng nói này đều cảm thấy hốt hoảng bất an trong lòng. Bóng người màu tím kia vừa nói vừa chỉ nhẹ về phía Diệp Phi Bằng một cái. Ngay sau đó, có một tia thần lôi màu tím bỗng từ đâu xuất hiện rồi đánh thẳng lên thân hình to lớn của Côn Bằng. Trong tiếng thét đầy thống khổ, Côn Bằng ở phương xa lập tức dừng lại rồi nhanh chóng mất đi sức lực, rơi thẳng xuống mặt biển bên dưới. Các bạn đang nghe chuyện ta mô phỏng Trường Sinh Lộ của tác giả Phẫn Nộ Đích Ô Tặc tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 305, Tử Quang soi rọi thế gian. Trong lúc rơi xuống, thân thể của Côn Bằng còn bị một ngọn lửa tím thiêu đốt nhưng nó như đã hoàn toàn mất đi sức phản kháng. Ngay cả dãy dụa cũng không thể làm được, đành mặc cho ngọn lửa tím đốt cháy, nuốt lấy thân thể của mình. Tiếng rên rỉ của nó vang vọng khắp Tùng Vân Hải, ai nghe thấy đều kinh hồn táng đảm. Côn Bằng từ trên 9 tầng trời cao rơi thẳng xuống với tốc độ sao băng, vạch ra một đường thẳng màu tím chia đôi thế gian. Càng hạ thấp, thân thể của nó cũng càng thu nhỏ theo. Đến khi sắp rơi xuống mặt biển thì nó đã bị lửa tím thiêu rụi hoàn toàn, ngay cả cho cũng chẳng thừa lại. Diệp Phi Bằng, chết! Mắt thấy yêu thú đã bị diệt sát, bóng người màu tím trên vòm trời cao chỉ hờ hững quét mắt nhìn. Ngay sau đó, mây tím đầy trời nhanh chóng tan đi như lúc nó đến vậy. Bóng dáng màu tím kia cũng từ từ mờ nhạt rồi biến mất. Vũ Si Nhi, không, không phải. Trên trời cao, âm thanh do dự xen lẫn kinh ngạc của Hắc Nha Tiên Tôn truyền tới. Nói xong, con quạ độc nhãn giang cánh bay đi, biến thành một vệt sáng đen đuổi về hướng biến mất của đám mây tím kia. Về phần mình, tu sĩ của Tùng Vân Hải vẫn chưa hoàn hồn trước bao biến cố vừa xảy ra, vẫn đứng yên như hóa đá. Sau chốc lát, cả đám lại trở nên ồn ào huyên náo. Thứ vừa rồi là cái gì? Rốt cuộc là do vị đại năng nào biến hóa? Dị thú khủng khiếp như vậy mà lại bị một phát sấm đánh chết rồi. Hợp đạo tiên tôn. Ta cảm thấy tu sĩ hợp đạo bình thường chưa chắc đã làm được điều đó. Trên cả hợp đạo, không thể nào. Cũng như người khác, lúc này, Lý Phàm cũng hết sức kinh ngạc. Nhưng không phải kinh ngạc vì bóng người màu tím kia có thực lực khủng khiếp thế nào, mà là kinh ngạc vì thân phận của y, Trương. Sư huynh, Lý Phàm ngơ ngẩn ngước nhìn nơi luồng mây tím biến mất mà khó lòng tin tưởng được. Âm thanh lãnh đạm vừa rồi Lý Phàm đã nghe qua rất nhiều lần đến nỗi vô cùng thân thuộc. Cộng thêm bốn chữ tà ma ngoại đạo quen thuộc nơi cửa miệng, cùng với đó là tử tiêu thần lôi đã chu sát Diệp Phi Bằng. Lý Phàm có thể khẳng định, bóng người màu tím vừa xuất hiện trên trời cao ban nãy chính là Trương Sư Huynh trong Vẫn Tiên cảnh kia. Trương Thiên Mạch, đệ tử nội môn tử tiêu tông, bị nghi là đại năng chuyển thế. Y có thực lực phi phàm, nắm giữ tử tiêu niết bàn pháp thần bí,
trúc cơ giết kim đan dễ dàng như giết chó mổ gà, tâm cao khí ngạo. Từng lập ra ba chí nguyện to lớn, hoành nguyện thứ nhất là giết sạch yêu ma trong thiên hạ, trả lại nhân gian bao la an bình. Hiện giờ xem ra, không những y có thể sống sót từ thời thượng cổ đến nay mà có thể đã hoàn thành được tâm nguyện này. Lý Phàm nhớ lại câu nói tà ma ngoại đạo, còn dám ra đây tìm chết. Kết hợp với ký ức được truyền thừa của Diệp Phi Bằng có cảnh tượng yêu thú trong thiên hạ hoang mang trốn chạy và tu tiên giới hiện giờ đã không còn bóng dáng của yêu thú. Dựa vào những điều đó, hắn có thể khẳng định yêu thú lẫn tà ma ở tu tiên giới này có lẽ đã bị Trương Sư Huynh đuổi giết mà sợ đến vỡ mật. Cho dù chưa tuyệt tích hoàn toàn thì cũng chỉ có thể trốn tránh ở một xó xỉnh nào đó, không dám bước chân vào tu tiên giới nữa. Tuy rằng Diệp Phi Bằng có khí vận bất phàm, thức tỉnh được huyết mạch côn bằng, dựa vào đó nuốt được xích viêm, đoạt được cơ hội có thể hợp đạo một bước lên trời. Thế nhưng, phúc họa đi liền nhau, cũng chính huyết mạch yêu thú côn bằng đã thu hút Trương Thiên Mạch chú ý, đến lấy mạng của y. Vì muốn nuốt gọn xích viêm lẫn Trương Chí Lương, mập mạp Diệp Phi Bằng nhất định đã vận chuyển huyết mạch côn bằng đến mức cao nhất. Lại được Thương Hải Châu trợ giúp nên y trở nên khá giống với yêu thú thượng cổ. Chính điều này đã khiến y vô tình bị Trương Thiên Mạch diệt sát. Tiếng kêu đắc ý của côn bằng như vẫn còn vang vọng bên tai. Trong lòng, Lý Phàm bất giác hiện lên một nghi vấn, hiện tại Trương Sư Huynh có tu vi gì, hợp đạo hay trường sinh thiên tôn. Khi côn bằng hiện thế, Trương Thiên Mạch vẫn chưa xuất hiện ngay, đến khi dị thú hoàn thành côn phệ nuốt xích viêm, trốn chạy xa rồi thì Trương Thiên Mạch mới xuất hiện. Nếu như Diệp Phi Bằng nuốt xong xích viêm liền trốn chạy mà không đắc ý kêu to thì liệu y có thể đã tránh được Trương Sư Huynh, giữ được mạng nhỏ hay không? Khuôn mặt mập mạp của Diệp Phi Bằng hiện ra trong tâm tưởng, Lý Phàm bất giác lắc lắc đầu. Khi biết được trên thế gian còn có một tên sát thần đang truy sát yêu thú mà vị côn bằng trước kia được tổ tiên Diệp gia cứu, giúp vẫn quyết định truyền lại tinh huyết của mình cho phàm nhân. Hừ, xem ra nó chẳng phải do lòng tốt mà làm vậy. Không phải đồng loại, ắt có dị tâm. Trương Sư Huynh, làm tốt lắm. Lý Phàm cảm khái, lại nhíu mày suy nghĩ. Hắn nhớ lại, giọng nói của Trương Thiên Mạch là sự kết hợp giữa hai âm thanh khác nhau mà thành. Một là giọng nói vốn có, còn lại là tiếng trẻ con non nớt. Vũ Si Nhi, đại năng chuyển thế, lôi đình màu tím. Lý Phàm híp mắt, từng chuyện từng sự việc đã qua dần tái hiện lại trong đầu của hắn. Vào lần đầu diệt sát Tư Không Nghi, truyền nhân của Thâu Thiên Hoán Nhật Tông, thông qua hai phần tàn hồn trong Thâu Thiên Hoán Nhật lệnh của gã, hắn đã biết được sư phụ bất đắc dĩ của Tư Không Nghi là Tư Không Bác làm thế nào để trốn đến Tùng Vân Hải. Lúc Tư Không Bác chuẩn bị luyện phân thân thì lại tình cờ phát hiện ra một tiểu hài tử có thiên phú tuyệt luân ở một thôn trang nọ. Lão muốn cướp đoạt tinh huyết của tiểu hài tử này nhưng lại phiền muộn phát hiện ra có một tu sĩ Nguyên Anh cũng đang mưu đồ đứa bé kia. Thân hóa kỳ vật, tùy lúc đều có thể đoạt xá. Tư Không Bác đại chiến một trận với tu sĩ kia, kết cuộc lưỡng bại câu thương. Tiểu hài tử kia lại bất ngờ xuất hiện, không nói lời nào đã luyện hóa luôn tu sĩ Nguyên Anh kia. Tư Không Bác thấy vậy thì quay lưng bỏ chạy, thế nhưng đứa trẻ kia lại vô cùng am hiểu thủ đoạn của Thâu Thiên Hoán Nhật Tông, lão làm mọi cách mà vẫn không thể chạy thoát. Vì tìm đường sống, Tư Không Bác đành gọi ra toàn bộ tàn hồn trong Thâu Thiên Hoán Nhật lệnh. Tuy rằng lão trốn chạy thành công nhưng những tàn hồn của lịch đại tổ sư đều bị đường sấm sét màu tím đánh cho tiêu tán. Lần đó, đứa trẻ mà Tư Không Bác gặp được chính là Trương Sư Huynh và cũng là Vũ Si Nhi. Vũ Si Nhi này, khi còn ở Thiên Vũ Châu, Lý Phàm đã từng xem qua những tư liệu có liên quan đến y. Là hai tử chỉ mới 7-8 tuổi si mê vẽ đạo, thích tìm người so tài. Hết lần này tới lần khác, y lại có chiến đấu lực kinh người, nghe nói vô địch trong cảnh giới Nguyên Anh, còn có thể đánh ngang tay với tu sĩ hóa thần. Lúc đó, Lý Phàm không hề cảm thấy đứa trẻ này có liên quan tới tiểu hài tử mà Tư Không Bác đã gặp trong ký ức. Không ngờ tiểu hài tử kia lại là chuyển thế thân của Trương Thiên Mạch. Không đúng, uy lực luồng thần lôi vừa đánh chết côn bằng không thể nào chỉ do một tu sĩ Nguyên Anh phát ra được. Trương Sư Huynh đang luyện loại thần thông gì? Ngay khi Lý Phàm đang dốc lòng suy tư thì tiếng kinh hô của các tu sĩ gần đó đã đánh gãy dòng suy nghĩ của hắn. Mau nhìn, Trương Chí Lương còn sống. Xích Viêm, Xích Viêm cũng ở đây. Lý Phàm bỗng nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy giữa không trung, nơi côn bằng bị thiêu rụi hầu như không còn gì. Bóng người có phần thảm hại của Trương Chí Lương lại hiện ra. Cách đó không xa là Xích Viêm đang đứng đối diện với lão, ánh lửa bập bùng.
Chương 306: Trăm vạn pháp quy nhất. Ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía hai người. Thấy bọn họ đều trọng thương, ai nấy đều không khỏi nảy sinh lòng tham. Nói đi nói lại, được mấy tu sĩ có thể kháng cự lại cám dỗ đến từ cơ hội hợp đạo cơ chứ? Khi bầu không khí kỳ lạ đang chậm chậm lan tràn trong đoàn tu sĩ, hai nhân vật trên kia lại tiếp tục cuộc chiến. Mọi người phát hiện, không còn bị Kim Nhật Tiên Tôn và Tử Vân Tiên Quân phong tỏa thiên địa. Xích Viêm vốn như ngọn lửa tàn trong gió nay lại nhanh chóng khôi phục lại từ màu sắc nhạt nhòa yếu ớt mà bùng cháy mãnh liệt. Trương Chí Lương cũng nhanh chóng phát hiện điểm này, con mắt khổng lồ lại xuất hiện trên đỉnh đầu của lão, lạnh lùng nhìn về phía Xích Viêm. Ngọn lửa đang nhảy múa quanh người Xích Viêm bỗng đứng im trong chốc lát rồi lại khôi phục như cũ, nhưng chúng tu sĩ vẫn nhìn ra, tốc độ khôi phục của nó đã bị ảnh hưởng. Không thể ngồi im chờ chết, ngọn lửa xung quanh Xích Viêm bất ngờ rút nhỏ, chớp mắt, cả người nó lại biến thành một điểm sáng đỏ quét qua bầu trời, chỉ trong chớp mắt đã đến trước mặt Trương Chí Lương. Ngay khi nó sắp xuyên qua thân hình Trương Chí Lương thì những khối vuông màu bạc đã hoàn thành lập trận, những điểm sáng bạc liên tục lấp lánh. Đường sáng đỏ kia dù cho vẫn cố gắng tiến về trước nhằm tiêu diệt Trương Chí Lương nhưng cũng chỉ cách nhau trong gang tấc mà như xa tận chân trời. Mặc cho có không ngừng truy đuổi thì nó cũng không thể chạm đến Trương Chí Lương. Đó đúng là trận pháp từng vây hãm các vị tiên quân, Lưỡng Nghi Vi Trần trận bổn cũ soạn lại vẫn có hiệu quả vượt trội. Chỉ sau một lúc, Xích Viêm kết thúc hành động vô dụng của mình, trở lại hình người. Nó ngẩng mặt nhìn lên trời như đang hét vang, ngay sau đó, vài trăm vệt sáng đỏ xuất phát ra từ người nó, liên tục lướt ra khắp không gian xung quanh. Đùng, đùng, hàng trăm trận miệng màu bạc phát nổ khi bị ánh lửa bao trùm. Nhưng, sẽ có trận miệng khác xuất hiện từ trong bóng tối lập tức thay thế vị trí của những cái vừa bị hủy. Xích Viêm không ngừng phát động công kích nhưng chẳng có tác dụng gì khi tốc độ phá hủy không thể vượt được qua tốc độ thay thế trận miệng. Mà Trương Chí Lương cũng không phải dạng người chịu đòn mà không trả đũa. Ngay khi Xích Viêm vẫn còn đang tìm cách thoát khốn thì phía bên kia, một tụ linh trận mới đã được hình thành và phát động. Bên trong không gian bị phong tỏa, nồng độ linh khí lại tụt xuống nhanh chóng. Tiếp đó, vô số trận miệng lóe sáng theo thứ tự. Từng cái trận pháp mới lại được bố trí trong phạm vi phong tỏa của Lưỡng Nghi Vi Trần trận. Những đường ánh sáng hủy diệt từ trận miệng bay vụt ra, không ngừng công kích về phía Xích Viêm. Dù trong trăm đường tấn công chỉ có một đường kích chúng, cho dù đánh chúng cũng chỉ có thể làm đối phương bị thương nhẹ. Nhưng vì chịu đựng một số lượng công kích quá khủng khiếp mà lại liên tục, Xích Viêm vốn đã thương tích đầy người vẫn chưa thể phục hồi sao chẳng thể nào, tránh khỏi cảnh ngày càng hư nhược yếu ớt. Đáng thương cho Xích Viêm, một thân thủ đoạn chưa kịp thi triển thì phải đành chờ chết khi liên tục bị tiêu hao lực lượng trước công kích không ngừng nghỉ kia. Mắt thấy thân hình Xích Viêm ngày càng nhạt nhòa, một số tu sĩ Tùng Vân Hải không thể yên lòng đứng nhìn nữa. Chư vị đạo hữu, Xích Viêm sắp bị diệt, Trương Chí Lương cũng rơi vào thế nỏ mạnh hết đà, đây là cơ hội trời ban cho chúng ta. Đúng vậy, cho dù là tu sĩ hóa thần, nhưng lão đã trải qua chiến đấu liên tục, chắc chắn thực lực đã yếu hơn rất nhiều. Tất cả chúng ta cùng công kích có lẽ sẽ đoạt được chiến thắng. Vì muốn hợp đạo mà Trương Chí Lương lại dám công khai mưu hại đảo chủ Vạn Tiên Đảo, khiêu khích tôn nghiêm của Vạn Tiên Minh, tội không thể tha. Các vị đạo hữu, cùng nhau tiến lên. Những lời kêu gọi không biết từ đâu phát ra vang vọng trên bầu trời Vạn Tiên Đảo. Lời nói có vẻ như rất có lý. Chúng tu sĩ bèn ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, rồi lại đồng loạt nhìn lên Trương Chí Lương đang chiến đấu với bộ y phục rách rưới thảm hại trên người. Yên tĩnh chỉ tồn tại được phút chốc, sau đó thì có người hưởng ứng. Một thiết chảo đen xì bay vọt lên từ dưới đảo, chớp mắt đã đến trước Trương Chí Lương rồi chộp lấy lão đầy mạnh mẽ. Cứ như là hiệu lệnh tập hợp vậy, thiết chảo đã mở ra cuộc tấn công tập thể đối phó Trương Chí Lương. Ngay lập tức, có trăm ngàn luồng ánh sáng công kích vọt lên từ Vạn Tiên Đảo, đồng loạt tấn công lão ta. Trương Chí Lương chẳng hề thay đổi nét mặt, chỉ dùng ánh mắt lạnh lùng quét qua. Tiếp theo đó, bóng người của lão lập tức biến mất, mấy vạn trận miệng chớp lên, chặn lại tất cả những đòn công kích kia. Các vị đạo hữu, trước tiên hãy tấn công con mắt khổng lồ trên không kia. Sau tiếng gợi ý kia, lại có vô số công kích bay về phía con mắt đó. Xích Viêm vốn bị giam cầm như phát hiện được cơ hội hiếm có, bèn phát động công kích. Lửa trên người nó không ngừng phun trào khiến những trận miệng xung quanh liên tục phát nổ. Đối mặt với sự giáp công từ hai phía, Trương Chí Lương cũng cảm thấy có phần mất sức, thầm biết rõ không thể để cuộc chiến kéo dài thêm nữa.
lão bất ngờ xuất hiện sau lưng Xích Viêm. Trước mặt lão, một khối vuông màu bạc cũng đồng thời xuất hiện theo. Liền sau đó, hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn, hàng vạn trận miệng hiện ra. Khác với lúc trước, chúng không tổ hợp lại với nhau mà bắt đầu dung hợp. Vô số những khối vuông bắt đầu trở thành hư vô, điệp ra tại vị trí của trận miệng xuất hiện đầu tiên kia. Chỉ trong tích tắc, chúng đã hoàn toàn dung hợp, vô số trận miệng như sao trời kia, trong chốc lát, chỉ còn sót lại một khối. Vô hạn pháp, phân thân Lý Phàm ngắm nhìn trận miệng lung linh rực rỡ phát ra ánh vàng kim giữa trời cao, bất giác cảm khái thầm trong lòng. Một trận miệng được kết hợp từ hơn trăm trận pháp. Với trình độ trận pháp hiện tại, Lý Phàm chỉ có thể miễn cưỡng tạo ra một nửa trận miệng. Cũng chính vì thế, hắn càng hiểu rõ, Trương Chí Lương có thể dễ dàng kết hợp hàng trăm trận pháp từ hàng vạn trận miệng như thế, sau đó lại tiến hành điệp ra, trăm vạn quy nhất, đến tột cùng là việc khủng khiếp đến nhường nào. Ở đời này, trình độ trận pháp của Trương Chí Lương e là đã đạt đến cảnh giới siêu phàm, vượt xa so với kiếp trước. Một tia cảm thán lóe lên trong đầu của Lý Phàm. Trên trời, trận miệng vàng kim vừa được hình thành kia phát ra một luồng bạch quang kinh thiên động địa. Diệt! Theo sau tiếng hét đầy giận dữ của Trương Chí Lương, chùm sáng trắng kia đã bao trùm tất cả những gì nó chiếu qua. Mặc dù vẫn còn cách rất xa, chúng tu sĩ đã cảm nhận được lực lượng hủy diệt của nó, đều vội vàng ngừng lại thế công. Tiêu hao toàn bộ trăm vạn trận miệng để phát động công kích cuối cùng, đây là định được ăn cả ngã về không. Nhưng dựa vào uy thế của bạch quang mà đoán, Trương Chí Lương có lẽ sẽ thành công. Lý Phàm chăm chú quan sát không trung. Vô số tu sĩ Tùng Vân Hải cũng ngừng hô hấp, tập trung quan sát ánh sáng trắng đang dần mờ nhạt kia. Hình bóng của Xích Viêm không thấy đâu nữa, chỉ còn Trương Chí Lương đang chắp tay sau lưng, ngạo nghễ đứng yên trên không. Ngọn lửa liên tục nhảy nhót đã thay thế bộ y phục rách nát lúc nãy. Uy áp thuộc về hợp đạo tiên tôn truyền xuống đã chứng minh rằng Trương Chí Lương hợp đạo thành công. Toàn bộ Tùng Vân Hải trở nên im ắng, ánh mắt của toàn bộ sinh linh đều tập trung vào người lão. Trương Chí Lương nở nụ cười, miệng khẽ mở, vừa định nói gì đó. Ngay lúc này, đầu của lão bất ngờ nổ tung. Thân thể không đầu vẫn gắng gượng cử động như muốn tìm hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Thế nhưng, những điểm nhỏ màu đen lan tràn từ vết thương trên cổ đã nuốt chửng tất cả. Các bạn đang nghe chuyện ta mô phỏng trường sinh lộ của tác giả Phẫn Nộ Đích Ô Tặc tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 307, Mặc Sát gặp địch thủ. Trên trời cao, từng tầng mây đỏ vô cùng vô tận bỗng dưng xuất hiện, chỉ trong chốc lát, nó đã bao phủ khắp Tùng Vân Hải. Xích Viêm tiên tôn Trương Chí Lương, tu đạo 683 năm. Mượn kỳ vật Bất Miên Đồng thành tựu đạo cơ, dùng vô hạn trận pháp thành tựu kim đan. Đoạt Độc Nhãn Động Thiên, kết thành Nguyên Anh, tế Xích Viêm chi phách lấy thân hợp đạo. May được trời chu, đạo trả về trời. Lấy dị tượng hợp đạo tiên tôn vẫn lạc làm nền, một bóng dáng đen như mực yên lặng xuất hiện. Thi thể của Trương Chí Lương hóa thành một giọt mực đậm, ngọ nguậy quay về trong tay nó. Sau đó, ánh mắt của nó nhìn xuống Tùng Vân Hải phía dưới. Vốn đã đờ đẫn khi chứng kiến cảnh vừa rồi, giờ phút này, tu sĩ bên dưới Tùng Vân Hải lại càng cảm nhận được cảm xúc sợ hãi không chịu khống chế mà dần dâng trào trong nội tâm khiến cho bọn họ run rẩy cả người lẫn linh hồn. Thiên địa chi phách, Mặc Sát, chẳng biết tại sao lại có thêm một tôn thiên địa chi phách nữa đột nhiên buông xuống. Nó tiện tay ra một chiêu mà đã dễ, dàng xóa bỏ Trương Chí Lương vừa mới thành công hợp đạo. Dường như nó còn chưa thỏa mãn mà tiếp tục đưa mắt nhìn xuống chúng sinh ở dưới Tùng Vân Hải. Ngay sau đó, Mặc Sát nhẹ nhàng chỉ về không gian cách đó không xa một cái. Thiên Dương cả. Thiên Dương, người mới vừa may mắn sống sót dưới Tử Tiêu Thần Lôi của Trương Thiên Mạch, chỉ kịp phát ra một câu sau cùng rồi cũng bị màu đen thôn phệ mất. Dị tượng tu sĩ vẫn lạc lại xuất hiện trên bầu trời một lần nữa. Vô số giọt mực màu đen tách ra từ trên thân Mặc Sát. Những giọt mực đen này nhảy lên vờn quanh nó rồi phóng thẳng lên trời, che kín cả trời xanh. Lúc này, hắc ám tăm tối mới thật sự buông xuống. Những giọt mực đen không ngừng xuất hiện, giống như một tấm màn sân khấu khổng lồ bao trọn cả Tùng Vân Hải vào trong. Sau đó, chúng dần đè xuống thấp như muốn nuốt hết tất cả. Tình cảnh này khiến mọi người kinh hồn táng đảm mức, tu sĩ trên Vạn Tiên Đảo cũng rơi vào sợ hãi tột độ, không còn giữ nổi hình tượng tu sĩ. Cũng giống với lần Mặc Sát diệt thế trong kiếp trước,
có người đánh mất hoàn toàn can đảm chống cự mà ngồi bệt xuống mặt đất, tuyệt vọng chờ chết. Có người lệ khí dâng trào, không ngừng lao vào công kích những giọt mực kia như thiêu thân lao vào lửa, cốt cũng chỉ để tìm thấy một tia hy vọng nhỏ nhoi. Lại có người vừa khóc vừa cười, hiển nhiên, họ đã bị khung cảnh trước mắt dọa tới phát điên, thần trí không rõ. Điều gì nên đến vẫn sẽ đến. Trong một đám tu sĩ, Lý Phàm khác biệt với tất cả mọi người. Hắn như đói khát, tham lam mà quan sát cảnh tượng giọt mực đen ăn mòn hết tất cả này, không bỏ sót bất cứ chi tiết nào. Cho dù có là pháp thuật thần thông gì, ở trước màu đen này, tất cả đều mất đi công dụng, chỉ có một kết cục bị cắn nuốt và đồng hóa hoàn toàn. Sinh mệnh, linh khí, vật chất, tất cả đều biến thành chất dinh dưỡng cho chúng nó. Quả nhiên là đáng sợ. Dù đây là lần thứ hai Lý Phàm nhìn thấy Mặc Sát ra tay, nhưng hắn vẫn bị thủ đoạn của nó làm cho rung động. Nếu có thể lấy Mặc Sát chi pháp thành tựu kim đan, vậy lực sát thương của mình sẽ không kém bất cứ kẻ nào. Lý Phàm nghĩ thầm trong bụng, hắn tập trung tinh thần nhìn màu đen trên trời không ngừng hạ thấp, vẻ mặt như si như mê. Ngay tại lúc Lý Phàm trầm mê ngộ đạo, có một bóng người khác cũng cực kỳ hưng phấn phi hành quanh vạn tiên đảo, dùng thất thải lưu ảnh thạch ghi chép lại tình cảnh diệt thế này. Hay, vốn cho rằng xích viêm mà chúng tiên chu diệt là tai họa chính, không ngờ rằng đằng sau còn có trò hay. Mặc Sát đến thế gian, diệt sạch hết thảy. Hình ảnh độc nhất vô nhị chưa bao giờ được xuất bản này sẽ có thể giúp mình kiếm được một khoản lời lớn. Tiêu Tu Viễn lẩm bẩm một mình, mặt mày hớn hở, trông cực kỳ mừng rỡ. Trong lúc đó, y phi hành liên tục không dừng lại hay chậm trễ một khắc nào. Y vô tình nhìn qua phía Lý Phàm rồi thất thanh la lớn, Lâm Phàm đạo hữu, sao, ngươi còn ở đây? Lý Phàm tỉnh lại từ trong ngộ đạo, nhìn Tiêu Tu Viễn mà mỉm cười, chắp tay chào hỏi, sau đó, hắn lại tiếp tục ngẩng đầu nhìn những giọt mực đen trên trời. Tiêu Tu Viễn nhìn theo ánh mắt của Lý Phàm, chỉ có thể thấy được mực đen vô cùng vô tận đang giết chết mọi thứ. Y quay lại nhìn Lý Phàm, cẩn thận quan sát rồi mới bừng tỉnh hiểu ra, có vẻ sợ hãi nói, ngươi là con rối. Không đúng, không phải con rối, là phân thân. Tiêu Tu Viễn híp mắt, nhớ lại đủ loại chuyện xảy ra từ lúc tiếp xúc với vị Lâm Phàm này tới nay, y không khỏi bộc lộ sắc thái không thể ngờ được ra mặt. Thú vị, không ngờ rằng Tiêu Tu Viễn ta đây cũng có ngày nhìn nhầm. Xem ra thân phận thật của vị đạo hữu này không hề đơn giản. Đúng lúc này, một âm thanh lạ cắt đứt suy nghĩ của y. Tiêu Tu Viễn nhìn về phía âm thanh truyền tới, ánh mắt của y toát ra vẻ kinh ngạc. Đó là gì? Lý Phàm cũng bị thanh âm này thu hút, hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên bầu trời, nơi bị vô số giọt mực màu đen bao phủ, có một tiếng nổ vang cực lớn truyền ra không ngừng. Phương hướng đó là... Lý Phàm hơi nheo mắt, rồi lại trầm tư chốc lát rồi tỏ vẻ không thể tin được, Vân Thủy Thiên Cung. Chuyện khác thường này vẫn tiếp tục, hơn nữa, tiếng nổ kia cũng càng lúc càng lớn hơn, dường như bên trên bức màn sân khấu đen kịt này, có một thứ gì đó đang nhanh chóng đến gần. Chợt, một sợi chỉ nhỏ tách mở hải dương mực đen ra, nương theo tiếng rít đột nhiên xuất hiện, chỉ trong chốc lát đã tới trên không vạn tiên đảo. Những giọt mực đen xung quanh nó trở nên rung động không yên, chỉ muốn nhanh chóng thôn phệ hoàn toàn dị vật cản rỡ này. Thế nhưng, xung quanh sợi chỉ nhỏ kia lại có khí đen vặn vẹo tỏa ra, ta thành một phòng tuyến vô cùng chắc chắn khiến cho những giọt mực đen vốn có thể thôn phệ vạn vật kia không thể tiến thêm một tấc. Vậy mà có thể ngăn cản được sự ăn mòn của Mạc Sát, đây là... Lý Phàm chấn động, nhìn về phía sợi chỉ nhỏ đột nhiên xuất hiện, Thiên Sát Kiếm. Trong lúc Lý Phàm khiếp sợ, thanh tàn kiếm với sát khí ngút trời, toàn thân đen kịt, cũng để lộ ra bộ dáng thật sự của nó. Mũi kiếm chỉ thẳng trước, sát khí như hóa thành thực chất tỏa ra khiến hạt đen xung quanh phải lui tránh. Ở phương hướng Thiên Sát Kiếm chỉ tới, các hạt đen nhúc nhích, bóng dáng của Mặc Sát lại hiện ra. Nó nhìn chằm chằm vào Thiên Sát Kiếm với vẻ mặt dường như đã trở nên nghiêm túc. Đây là bảo bối gì? Vậy mà có thể sánh vai với Mặc Sát? Tiêu Tu Viễn hoảng sợ la lên. Trong lòng, Lý Phàm chỉ còn cảm thấy sự rung động lẫn kích động không rõ. Mạc Sát và Thiên Sát, cuối cùng ai mới là kẻ mạnh hơn? Hắn cẩn thận quan sát, cả hai nhìn như tương tự nhau nhưng dường như lại khác nhau về bản chất. Mạc Sát chỉ thuần túy là màu đen như mực, thôn phệ hết thảy. Còn Thiên Sát thì là màu đen bóp méo, hủy diệt và điên cuồng ở mức cao nhất. Hai bên giằng co, chiến, đấu vô cùng căng thẳng. Mạc Sát lại đột nhiên nhìn thoáng xuống vạn tiên đảo. Vô số giọt mực đen đồng loạt rung động,
lại một bóng dáng giống y hệt Mặc Sát hiện lên trong thoáng chốc rồi hóa thành một đường vạch nhỏ dễ dàng đánh nát Thất Thải Lạc Tiên trận phòng vệ. Sau đó, nó dẫn theo mặt biển màu đen ăn mòn tràn lên đảo. Đây là... Lý Phàm hơi ngạc nhiên. Hắn không ngờ rằng trong tình thế cực kỳ nguy cấp này mà Mặc Sát vẫn không quên tiến hành chức trách của bản thân. Màn trời dần buông xuống, Thiên Sát và Mặc Sát dần dần biến mất trong hải dương màu đen, chỉ để lại từng gợn sóng đen kịt dập dờn không ngừng là minh chứng cho cuộc chiến đáng sợ đang diễn ra ở phía trên. Lý Phàm thầm cảm thấy vô cùng tiếc nuối, vậy mà không thể chứng kiến được trận đại chiến kinh thế của hai vị này, quả là đáng tiếc. Chương 308, mục tiêu ngũ hành thiên. Vô số giọt mực đen bắt đầu khởi động, chúng từ trên trời hạ xuống như thủy triều, ăn mòn hết thảy mọi thứ trên đường đi. Bên trong Tùng Vân Hải, phía trên Vạn Tiên Đảo, ngoại trừ Thiên Sát kiếm thần bí thì không có bất cứ một lực lượng nào có thể chống lại Mặc Sát. Sóng nước màu đen dần dần bao phủ, suy nghĩ của Lý Phàm nhanh chóng quay ngược lại, tại sao trong đời này, Mặc Sát buông xuống lại kinh động đến Thiên Sát kiếm trong Vân Thủy Thiên Cung. Lúc mình mới vào tu tiên giới, chỉ có Xích Viêm đốt biến, chắc hẳn không ảnh hưởng đến Vân Thủy Thiên Cung. Mà đời thứ 12, mình đưa pho tượng thiên y rồi đưa cả phu tử vào trong Vân Thủy Thiên Cung. Hai người đại chiến, Vân Thủy Thiên Cung lại bị phong ấn lần nữa. Vì vậy, Mặc Sát diệt thế không gặp phải Thiên Sát kiếm. Đời này, bởi vì kiêng kỵ thủ đoạn đọc tâm kinh thế hãi tục của thiên y mà mình đã chọn lựa không hoàn thành nhiệm vụ Vân Thủy Đồ Lục. Còn Tư Không Nghi, người duy nhất biết được bí mật của Vân Thủy Đồ Lục thì lại bị mình giết từ sớm. Vì vậy, Vân Thủy Thiên Cung vẫn cứ lơ lửng trên không trung Tùng Vân Hải cho đến tận khi Mặc Sát buông xuống. Trong chốc lát, Lý Phàm nhanh chóng hiểu được nguyên nhân Thiên Sát kiếm và Mặc Sát đại chiến trong đời này. Cảnh tượng trong tầm mắt của hắn biến đổi, ánh mắt như xuyên qua hải dương màu đen vô tận mà chiếu thẳng đến vòm trời tới chỗ hai bên đang đại chiến. Mặc Sát, Thiên Sát, cơ hội quan sát trận đại chiến của hai thứ này chắc chắn còn giá trị hơn vô số cơ duyên khác. Ngay Lý Phàm còn đang suy tư thì những giọt mực đen đã tới trước mặt hắn. Lý Phàm không có chút e ngại nào, hắn giơ tay phải lên chạm vào giọt mực đen ở trước mặt, cứ vậy mà quan sát toàn bộ quá trình cánh tay dần tan biến trong vô số giọt mực đen. Nhờ vậy mà hắn có được chút xíu cảm ngộ. Không hề đau, thậm chí còn không có bất kỳ cảm giác nào. Nếu không phải được chứng kiến tận mắt, chỉ sợ Lý Phàm cũng không phát hiện được một bộ phận trên cơ thể mình đang dần biến mất. Hư vô thuần túy, nội tâm của Lý Phàm hơi động, chỉ trong chốc lát, tạo hóa hồng lô công bắt đầu vận chuyển. Lực lượng của mật tàng trong cơ thể tuôn ra ầm ầm, vọt thẳng tới chỗ cánh tay đang bị giọt mực đen ăn mòn. Lý Phàm định dùng lực lượng sinh mệnh tinh khiết này để chống lại sức mạnh hư vô kia. Hắn cảm giác được quá trình ăn mòn dường như đã chậm lại một giây, nhưng cũng lại cảm thấy đó như chỉ là ảo giác mà bản thân tự sinh ra. Hải dương đen kịt cuồn cuộn xông tới thôn phệ phân thân của Lý Phàm, Thiên Vũ Châu, biệt viện Hoàn Vũ. Lúc này, bản thể Lý Phàm cũng đang làm ra hành động giống với phân thân cách xa trăm ngàn dặm, hắn giơ cánh tay lên, nhắm mắt suy nghĩ như đang cảm ngộ điều gì đó. Hồi lâu sau, hắn buông hai tay xuống. Lực lượng của mật tàng là lực lượng sinh mệnh, lực lượng khởi đầu của sự sống. Lực lượng của Mặc Sát là lực lượng xóa bỏ, lực lượng hóa mọi thứ thành hư vô. Về phần lực lượng của Thiên Sát thì bóp méo, hỗn loạn, là lực lượng hủy diệt. Có lẽ đây cũng không phải thật sự là lực lượng của chúng nó, nhưng quả thật là cảm ngộ của riêng mình. Cảm ngộ như thế đã đủ để giúp mình thành tựu kim đan. Lý Phàm một lần nữa hồi tưởng lại tâm đắc trong lúc ngộ đạo, sau đó lưu giữ tất cả vào trong hóa đạo thạch trong đầu. Hắn không khỏi cảm thấy mừng rỡ. Thiên địa có pháp, tu sĩ nhìn lén, kết thành kim đan. Nếu như ví đủ loại pháp tắc trong thiên địa với một bức tranh tuyệt mỹ thì quá trình kết đan, dòm thiên chi pháp của tu sĩ ngày nay lại giống với việc cầm một tờ giấy trắng tinh đặt chồng lên bức tranh kia rồi đồ lên từng nét một. Tuy rằng kết quả chắc chắn không thể so sánh được với bức họa gốc, nhưng để bắt chước giống y như đúc thì không hề khó. Kim đan chi pháp của tu sĩ so ra thì kém xa pháp tắc của thiên địa. Nhưng dù vậy, xem hổ vẽ mèo thì ít nhiều cũng bắt chước được vài phần uy thế. Mình vốn định dùng Thiên Sát chi pháp, Hãn Hải chi pháp, Lam Viêm chi pháp, Mặc Sát chi pháp để thành tựu tứ pháp kết đan. Nhưng hiện giờ, dựa vào những cảm ngộ này, mình có thể tiến thêm một bước. Thiên Sát chi pháp, Lam Viêm chi pháp, bóp méo hỗn loạn cùng với lý trí tỉnh táo. Mặc Sát chi pháp,
Bảo tàng chi pháp, sáng tạo cùng hư vô, hãn hải chi pháp, là thủy chi pháp. Chỉ mình thủy thì khó có thể sinh, nếu có thể lấy ngũ hành chi pháp kết đan tức thì ắt sinh sôi không ngừng. Mấu chốt ở chỗ, nếu việc này thành thì bước tiếp theo của mình, kết thành nguyên anh, sẽ được lợi ích to lớn. Người muốn mưu đồ vạn thế thì phải biết mưu tính điều trước mắt. Ngay sau khi dùng hoàn chân để trúc cơ, Lý Phàm đã đại khái vạch ra con đường tu hành sau này của mình. Ở phương thế giới này, con đường tu hành cũng không có gì thần bí, phương hướng đã sớm bị cố định chết. Sau dòm thiên địa chi pháp để luyện kim đan chính là giai đoạn đoạt tinh hoa thiên địa để kết nguyên anh. Lý Phàm từng xem qua vô số bí mật, tiếp xúc với nhiều tu sĩ nguyên anh, hắn đã sớm biết được, thứ được gọi là tinh hoa thiên địa kia chính là các loại động thiên phúc địa bên trong huyền hoàng giới. Huyền hoàng giới vô cùng to lớn, có cái vốn tồn tại từ thời cổ, bị phong ấn lại, mỗi giây mỗi phút đều có cái mới được sinh ra. Khi tu sĩ ngã xuống, đủ lại động thiên phúc địa lại tái hiện một lần nữa, nhiều vô số kể. Ngược lại, những nơi này cũng trở thành bằng chứng cho việc tu sĩ kim đan thành tựu nguyên anh. Đối với Lý Phàm mà nói, mục tiêu của hắn đã sớm được định ra là ngũ hành đại động thiên gây ra trận chiến thê thảm giữa Vạn Tiên Minh và Ngũ Lão Hội. Tu sĩ nguyên anh cướp đoạt được động thiên càng mạnh thì thực lực sau khi kết anh cũng càng mạnh. Bên trong ngũ hành đại động thiên, chỉ mới riêng một động thiên thuộc tính mộc mà đã được Thiên Huyền Kính đánh giá là có quy mô rất lớn. Linh khí thuộc tính mộc cực nhiều, đủ loại linh thực thảo dược vô cùng phong phú. Như vậy, khó có thể tưởng tượng được cả ngũ hành đại động thiên nguyên vẹn thì sẽ chân quý đến bực nào, nếu dùng nó để kết nguyên anh thì sẽ đạt được lực lượng mạnh mẽ đến đâu. Hơn nữa, ngũ hành tương sinh tương khắc, diễn hóa ra vạn vật trong thiên địa. Lấy nó làm căn cơ, lại phối hợp thêm hoàn chân, nói không chừng tới lúc đó lại có biến hóa mới được sinh ra. Tuy rằng mưu cầu ngũ hành đại động thiên là chuyện vô cùng mạo hiểm, với tu sĩ bình thường thì chẳng khác gì là người si nói mộng. Nhưng, với sự trợ giúp của Hoàn Chân, Lý Phàm có vô số cơ hội thử nghiệm. Hơn nữa, với năng lực biết trước tất cả, sớm muộn gì ngũ hành đại động thiên cũng thành vật trong lòng bàn tay của Lý Phàm hắn mà thôi. Bổ sung thêm ngũ hành chi pháp chưa chắc đã cần mình phải tự thân đi tìm. Bên trong Vạn Tiên Minh, chỉ cần tu sĩ có đủ điểm cống hiến thì có rất ít vật là không thể mua được. Huống hồ gì, đây chỉ là cảm ngộ kết đan của tu sĩ kim đan mà thôi, chưa hẳn quý giá tới đâu. Trong Phong Ba Linh Vụ Thảo, bản thân Lý Phàm đã kiếm lời đầy bồn đầy bát, cộng thêm việc được Tiêu Tu Viễn chia cho hắn 26 vạn điểm cống hiến tiền lời từ việc bán tiểu huyền hoàng đỉnh lúc sau. Bấy nhiêu thôi cũng đã đủ để giúp hắn không phát sầu vì điểm cống hiến nữa. Nghĩ tới đây, Lý Phàm bắt đầu tìm kiếm cảm ngộ kết đan có liên quan tới kim, mộc, hỏa, thổ chi pháp bên trên Thiên Huyền Kính. Ngũ hành chi pháp là pháp tắc thường thấy nhất trong thiên địa, bởi vậy, số lượng cảm ngộ của chúng nhiều vô kể. Hơn nữa, căn cứ vào uy năng cụ thể mà giá cả của từng loại cũng không đều, từ 5 vạn đến hơn 10 vạn điểm cống hiến đều có cả. Lý Phàm xem qua từng cái, chọn lựa ra cảm ngộ phù hợp với bản thân. Điều đáng nhắc tới là thứ dùng để ghi chép cảm ngộ kết đan không phải là ngọc giản mà là kim đan tàn phiến. Xem thử thì chắc là được chế tạo từ hài cốt sau khi chết của tu sĩ kim đan, trải qua quá trình gia công đặc biệt nào đó mà thành. Mục tiêu của Lý Phàm chỉ là bổ sung ngũ hành chi pháp cho nên hắn cũng không có yêu cầu gì nhiều với bốn pháp còn lại. Chỉ mất một lát, Lý Phàm đã lựa chọn được kim đan tàn phiến phù hợp. Các bạn đang nghe chuyện ta mô phỏng trường sinh lộ của tác giả Phẫn Nộ Đích Ô Tặc tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 309, Cửu Pháp Thành Kim Đan. Khiếu Kim Chi Pháp, Sâm Mộ Chi Pháp, Hậu Thổ Chi Pháp, về phần hỏa. Lý Phàm dò một vòng, sau khi so sánh, hắn cảm thấy thà rằng lấy ngay Xích Viêm Chi Pháp còn thực tế hơn. Đời này, Xích Viêm được thiên địa tăng phúc, chiến lực gia tăng, sớm đã không phải là tên đốt lò vô dụng, đủ để đảm nhiệm vai trò trong ngũ hành chi pháp mà Lý Phàm dùng để kết đan. Lần này lấy ngũ hành làm cơ sở, tăng thêm hai cặp pháp tắc đối lập nhau thành tựu kim đan. E rằng cũng chỉ có một mình là có can đảm đi thử. Có lẽ vẫn sẽ có vài khuyết điểm nhỏ nhặt, chẳng qua nếu muốn lần đầu đã hoàn mỹ vô khuyết thì không có khả năng. Lúc trước mình tiêu tốn đến mấy kiếp mới có thể dùng hoàn chân đúc thành đạo cơ hoàn mỹ. Bây giờ, nếu muốn thành tựu kim đan hoàn mỹ thì e rằng chẳng dễ gì đạt được.
trước cử thử một phen đã. Nghĩ như vậy, Lý Phàm tốn tổng cộng 18 vạn điểm cống hiến mua 3 kim đan tàn phiến chứa cảm ngộ về kim, mộc, thổ chi pháp. Trong chốc lát, 3 khối kim đan tàn phiến có hình dạng không giống nhau xuất hiện trong tay Lý Phàm. Quá trình này cũng giống như luyện hóa thiên địa kỳ vật, vận dụng phệ vật pháp nuốt tàn phiến vào bụng rồi tách các pháp tắc ẩn chứa trong đó ra để cảm ngộ. Lý Phàm không hề do dự, lập tức nuốt 3 mảnh kim đan tàn phiến vào. Hắn vận chuyển phệ vật pháp, dẫn kim đan tàn phiến đi tới đan điền, chúng lập tức bị hút tới bên cạnh hoàn chân. Vô số lực hút nở rộ ra từ hoàn chân, nó như một cái hố đen nho nhỏ. Những điểm sáng vàng lấp lánh bay ra khỏi những tàn phiến kia, bị hoàn chân hút lấy. Từng điểm sáng đấy là cảm ngộ về 3 loại pháp tắc, kim, mộc, thổ, kể từ đó, chúng hiện lên trong đầu của Lý Phàm. Không giống với việc bản thân tự mắt thấy tai nghe, cảm giác này như thể những cảm ngộ này vốn có sẵn từ lúc sinh ra, tới bây giờ đột nhiên nhớ tới, giúp Lý Phàm càng thêm hiểu rõ. Quả nhiên là bảo bối tốt, tiết kiệm bao nhiêu công sức, xem ra số điểm cống hiến bỏ ra này có giá trị. Đáng tiếc, những cảm ngộ truyền lưu ra ngoài này chỉ là vài thứ bình thường, cho dù có thể dựa vào chúng để kết đan thì thành tựu cuối cùng cũng có hạn. Nếu không phải mình muốn bổ sung cho đủ ngũ hành chi pháp, còn trọng tâm vẫn là 4 loại pháp tắc, mặc sát, mật tàng, thiên sát, lam viêm, thì mình tuyệt đối sẽ không hủy hoại tương lai như vậy. Theo thời gian trôi đi, 3 mảnh kim đan tàn phiến càng ngày càng nhỏ. Khi chúng bị Lý Phàm hấp thu hoàn toàn thì ngũ hành chi pháp của hắn cũng đã được bổ sung đầy đủ. Mọi thứ đã chuẩn bị đủ cả, có thể kết đan rồi. Vì giảm thiểu độ khó kết đan, Lý Phàm còn mua thêm thiên địa kỳ vật có thuộc tính kim, mộc, thổ, hỏa từ thiên huyền kính để dùng làm cơ sở lúc ngưng pháp kết đan. Lý Phàm hồi tưởng lại một lượt các cảm ngộ về 9 loại pháp tắc trong đầu rồi hít sâu một hơi. Hắn bước vào phòng bế quan có công năng chống quấy rầy trong biệt viện. Ánh mắt của Lý Phàm dần sáng lên, quá trình kết đan đã bắt đầu. Đầu tiên là lực lượng mật tàng vô cùng vô tận trong cơ thể, sáng sinh chi pháp. Oanh! Âm thanh như núi lửa bộc phát trong cơ thể mơ hồ truyền đến, Lý Phàm dùng toàn lực vận chuyển tạo hóa hồng lô công, điều động sức mạnh sinh cơ vô tận trào ra từ mật tàng. Rất nhanh, một vòng màu đỏ bừng xuất hiện trên khuôn mặt của Lý Phàm. Cũng bởi vì từ trước đến nay, bản thể của hắn vẫn chưa từng tu luyện tạo hóa hồng lô công cho nên thể chất tương đối gầy yếu. Chỉ trong thoáng chốc mà hắn đã điều đồng nhiều lực lượng mật tàng như vậy nên cơ thể cũng có hơi chịu không thấu. Có điều, Lý Phàm vẫn tâm lặng như nước, không có chút e ngại hay lo lắng nào. Cảm thụ của phân thân lúc bị giọt mực đen thôn phệ lại hiện lên trong đầu hắn một lần nữa. Từ trong hoàn chân, một luồng lực lượng hóa hư xóa bỏ hết thảy vạn vật đột nhiên xuất hiện rồi chạy dọc toàn thân hắn, triệt tiêu hết lực lượng mật tàng đang sung túc. Sáng sinh, hóa hư, hai luồng lực lượng đối lập nhau, tương sinh tương khắc, va chạm dây dưa bên trong cơ thể của Lý Phàm, dần dần đan vào cùng một chỗ. Chúng giống như một vòng xoắn ốc, sau khi dọa quanh một vòng trong cơ thể thì bèn rót vào hoàn chân. Hai pháp tắc này đã đạt đến cân bằng, có thể thử bước tiếp theo rồi. Cảm xúc của Lý Phàm không biến hóa chút nào. Ngay sau đó, một nửa hoàn chân lại biến ảo thành bộ dáng thiên sát kiếm. Lần này, thiên sát kiếm ý xuất hiện không chỉ là cảm ngộ đến từ việc tham khảo kỳ vật trúc cơ của Trương Hạo Ba trong kiếp thứ 10, hay mà còn được dung nhập cả cảm ngộ hoàn toàn mới của Lý Phàm từ việc được chứng kiến tận mắt thiên sát tàn kiếm ở đời này, có thêm chút hàm ý bóp méo, điên cuồng. Sát khí màu đen dâng trào ra từ thiên sát kiếm ý mà không ngừng khuếch tán trong đan điền. Linh khí tụ tập trong đan điền lập tức trở lên hỗn loạn. Hơn nữa, theo sát khí tràn ra ngày càng nhiều, chúng dần có xu hướng bạo loạn không khống chế được. Âm thanh rầm rì vang lên bên tai Lý Phàm. Dù với tâm tính đã được tôi luyện qua nhiều lần luân hồi thì giờ phút này, hắn cũng không thể nào khống chế được mà tâm phiền ý loạn. Trong tròng mắt đen nhánh của hắn, vẻ điên cuồng bắt đầu xuất hiện. Đúng lúc này, lam viêm huyễn linh hiện ra từ trong thức hải rồi hóa thành từng giọt lam diễm như một dòng suối nhỏ, bắt đầu gột rửa toàn thân Lý Phàm. Ngay lập tức, cảm xúc nóng nảy vặn vẹo đã bị trấn áp xuống. Thiên sát kiếm ý dường, như cũng cảm nhận được điều gì đó, bóng dáng của nó hơi rung lên, tựa hồ cực kỳ khó chịu. Tuy vậy, dòng suối lam viêm lúc này đã chảy tới đan điền rồi bao quanh thiên sát kiếm ý. Mặc cho có đâm phá quay cuồng thế nào thì sát khí đen kịt kia cũng không thể thoát khỏi phong tỏa của lam viêm. Không bị thiên sát ảnh hưởng nữa, cảm xúc nóng nảy trong mắt Lý Phàm cũng dần biến mất. Quả nhiên,
thiên sát kiếm không phải chuyện đùa, mặc dù mình chỉ quan sát một tia cảm ngộ đến từ bản thể của nó thôi mà đã mém chút không thể khống chế được rồi. Còn may mình có Lam Viêm trợ giúp giữ vững lý trí, thành công biến nguy thành an. Thiên sát, Lam Viêm cũng đã đạt tới cân bằng. Tứ pháp làm cơ sở đã ổn thỏa, kế tiếp tới phiên ngũ hành chi pháp. Lý Phàm một hơi nuốt hết bốn thiên địa kỳ vật đã chuẩn bị từ trước vào bụng, hoàn chân lại biến ảo thành bộ dáng Thương Hải Châu. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, năm loại lực lượng có thuộc tính bất đồng thoáng chốc hội tụ nơi đan điền. Đây là một luồng lực lượng cực kỳ khổng lồ, chỉ trong chớp mắt, chúng đã khiến cho đan điền của Lý Phàm mơ hồ có xu thế bị căng vỡ. Ngay cả thân thể của Lý Phàm cũng dần dần trướng to ra. Nội tâm của Lý Phàm trầm xuống, hắn phân ra một tia chú ý, chuẩn bị sẵn sàng nếu thất bại thì lập tức kích hoạt hoàn chân. Phần còn lại, hắn tập trung toàn bộ tinh thần, cố hết sức khống chế lực lượng trong thân thể để đạt tới cân bằng. Nhưng lực lượng ngũ hành vốn hỗ trợ lẫn nhau, sau khi tiến vào đan điền, chúng không có dấu hiệu tiêu tán mà theo thời gian, chúng lại dần giao hòa cùng nhau, càng trở nên khổng lồ hơn. Xem ra vẫn quá miễn cưỡng, Lý Phàm thầm than một tiếng, chẳng lẽ phải thất bại sao? Ngay lúc Lý Phàm cho rằng như vậy, có lẽ do lực lượng mới tới từ bên ngoài này làm bậy khiến cho hai bộ đôi sớm đã đạt cân bằng kia khó chịu. Xoắn ốc sáng sinh và hóa hư, kiếm lửa vừa điên cuồng vừa lý trí, tất cả đồng loạt tấn công về phía lực lượng ngũ hành. Một vụ nổ lớn dường như được sinh ra trong đan điền của Lý Phàm. Phụt! Lực trùng kích mạnh mẽ khiến Lý Phàm không nhịn mà phải nổi phun ra một ngụm máu tươi. Tuy nhiên, ngồi trên mặt, hắn không những không sợ hãi mà còn lấy làm mừng. Bởi vì, Lý Phàm phát hiện, một vòng xoáy khổng lồ đã được sinh ra trong vụ nổ, xuất hiện ở ngay cạnh bản thể của Hoàn Chân. Lực lượng ngũ hành, xoắn ốc cùng kiếm lửa đồng thời bị nuốt vào bên trong vòng xoáy này. Ở trong vòng xoáy, chúng bắt đầu trộn lẫn cùng nhau nhưng lại phân biệt rõ ràng. Chỗ sâu nhất trong vòng xoáy, một viên cầu giống như kim đan xuất hiện, bên trên nó có hai màu đen trắng chuyển động đang được hình thành một cách chậm rãi. Chương 310, Ngũ hành tịch diệt kiếm. Trong Hoàn Vũ biệt viện, nhìn từ bên ngoài thì Lý Phàm chỉ như đang bế quan bình thường, yên tĩnh ngồi xếp bằng. Nhưng kỳ thật, có một biến hóa nghiêng trời lệch đất đang diễn ra bên trong cơ thể của hắn. Kim đan đen trắng, lẫn lộn dần nuốt hết những lực lượng bất đồng trong vòng xoáy để lớn mạnh lên. Theo thời gian trôi đi, vòng xoáy nhỏ lại dần, còn kim đan thì càng trở lên ngưng thật và sinh động. Bề ngoài của nó trở lên trơn nhắn, hai màu đen trắng bên ngoài cũng xoay chuyển càng nhanh. Tới khi vòng xoáy bị thôn phệ hết, cũng là lúc hai màu đen trắng đạt tới tốc độ cực hạn rồi hòa lẫn vào nhau. Một gợn sóng phát ra từ kim đan rồi đảo qua đan điền và truyền khắp toàn thân Lý Phàm. Nơi gợn sóng quét qua, những năng lượng hỗn loạn còn tồn đọng trong cơ thể từ quá trình kết đan lập tức bị thanh trừ không còn. Hết thảy phong ba đều biến mất, cơ thể trở nên yên tĩnh. Sau khi quét qua một vòng, gợn sóng này nhanh chóng trở về, mang theo linh khí trải rộng khắp các nơi trong cơ thể chuyển hóa thành tu vi dự trữ trong kiếp thân. Vòng sáng do hoàn chân biến thành cũng hóa thành một luồng sáng trắng đi theo gợn sóng tiến vào kim đan. Sau khi hoàn thiện nốt mảnh ghép cuối cùng, kim đan của Lý Phàm rốt cuộc cũng thành hình. Trong chốc lát, kim đan rơi vào yên lặng tuyệt đối, sau đó nó phát ra một tia sáng chói mắt chiếu rọi khắp cơ thể Lý Phàm, khiến cho quá trình quan sát cơ thể của hắn lập tức bị cắt ngang. Chờ tới ánh sáng dần giảm xuống, Lý Phàm mới bắt đầu quan sát trở lại, chỉ thấy có một viên kim đan trông vô cùng bình thường, không có gì lạ, đang lẳng lặng trôi nổi trong đan điền bản thân. Lý Phàm còn chưa kịp cảm khái thì một luồng linh lực vô cùng mãnh liệt bắt đầu trào ra từ kim đan, chạy dọc từ đan điền tới xương cốt tứ chi. Trên phương diện chất lượng, linh lực này rõ ràng đã hơn xa trúc cơ kỳ. Đắm chìm trong linh lực của kim đan kỳ, từng tế bào từ cao tới thấp trong cơ thể hắn như phát ra tiếng reo hò nhảy múa. Lý Phàm có cảm giác bản thân như được trở về thuở thanh xuân tràn đầy sức sống. Một đường khó khăn hiểm trở, mấy lần suýt chết nhưng may còn sống. Cuối cùng, hôm nay, thành tựu kim đan, thật không dễ dàng, may mắn, may mắn. Lý Phàm cảm thán một tiếng rồi mở ra bảng trạng thái của hoàn chân ra, xem xét biến hóa sau khi kết đan. Danh tính, Lý Phàm. Cảnh giới, kim đan tiền kỳ. Tuổi sinh lý, 48/599. Tuổi tâm lý, 1200/4200. Tiến bộ nạp năng lượng hóa hư, 200%.
tiến độ nạp năng lượng tạo lưu điểm 2%. Số lưu điểm hiện có 3. Số lưu điểm hiện có thể dùng 0. Vật phẩm ràng buộc, thiên cơ ngọc hoàn kim trương, thái diễn chu, chỉ bộ tàn bi bị tổn hại, tinh huyết vạn người, hóa đạo thạch. Công pháp, huyền hoàng luyện tâm chú, vân thủy huyễn mộng công, thâu thiên hoán nhật quyết, tạo hóa hồng lô công, thiên cơ ngọc hoàn kim trương, tọa sơn quyết, ý linh huyễn công. Thần thông, sinh tử liên hoàn, vô tướng sát cơ, phục trùng, tùng vân nhất kiếm, phiên thiên trưởng. Đặc thù, vĩnh hằng di niệm, thiên dương, số lần có thể sử dụng là 1 lần. Tuổi thọ từ 400 năm thoáng cái đã gia tăng tới 600 năm, tăng gần gấp rưỡi. Hạn mức cao nhất của tuổi tâm lý cũng bắt đầu tăng trưởng. Tu vi cần cho kim đan quả nhiên gấp nhiều lần so với trúc cơ. Mình vốn cho rằng, dựa vào tu vi trong mấy bộ kiếp thân kia, mình có thể đạt tới kim đan trung kỳ luôn. Ai ngờ tiến độ hiện giờ mới đi được 1/3 kim đan tiền kỳ mà thôi. Có lẽ nguyên nhân là do mình gượng ép dùng cửu pháp kết đan. Hiển nhiên, cửu pháp kim đan không phải là thứ mà kim đan bình thường có thể so bì. Hồi tưởng lại quá trình kết đan ban nãy, Lý Phàm không muốn thừa nhận cũng không được, bản thân hắn có thể thành công lần này cũng có phần là nhờ vào may mắn. Hắn tiếp xúc lực lượng ngũ hành quá vội vàng nên khiến cho lực lượng của thủy, hỏa mạnh hơn lực lượng kim, mộc, thổ. Điều này không chỉ khiến cho lực lượng ngũ hành vận chuyển không được hài hòa thông thuận, mà còn mém chút xíu nữa đã có dấu hiệu không khống chế được, khiến hắn suýt thành lại bại. Cũng may, kết quả cuối cùng không tệ, miễn cưỡng kết thành 1 viên kim đan, uy lực tạm chấp nhận được. Kim đan thành hình vốn cùng một thể với Lý Phàm. Cho nên, đủ loại công dụng của nó Lý Phàm nắm rõ ràng rành mạch. Tất cả công năng của 9 loại pháp tức kết đan, thậm chí cả công năng của hoàn chân, với tư cách kỳ vật trúc cơ, đều được gói gọn trong viên kim đan này. Sau này, Lý Phàm sẽ có thể thi triển thuật pháp ngũ hành dễ dàng như điều khiển cánh tay của bản thân, hơn nữa còn đạt được tăng cường nhất định, mà trong đó, hiệu quả của thủy, hỏa càng thêm rõ ràng. Ngũ hành tương sinh, cuồn cuộn không dứt, năng lực tác chiến liên tục chỉ sợ còn mạnh hơn Liên Hận Chi lúc trước nhiều lần. Lý Phàm có tự tin, nếu như hắn lại quay về Tiên Tuyệt Chi Địa không có linh khí một lần nữa thì cho dù chỉ dựa vào linh khí trong thân thể, hắn cũng có thể duy trì trạng thái chiến đấu liên tục tương đối dài. Mà sự tồn tại của mật tàng chi pháp giúp cho Lý Phàm có thể khôi phục thương thế của bản thân với tốc độ cực nhanh. Hai loại lực lượng chồng lên đã giúp cho Lý Phàm trở thành thứ đánh hoài không nát, kéo dài không chết. Huyễn Linh Lam Viêm biến mất, không còn tồn tại trong thức hải. Nó đã trở thành một phần của pháp tắc trong kim đan. Hiện giờ, Lý Phàm không cần dựa vào Huyễn Linh Lam Viêm cũng đã có thể tiến vào trạng thái lý trí tuyệt đối bất cứ lúc nào. Cuối cùng là thiên sát và mặc sát. Ngay tại khoảnh khắc thành tựu kim đan, trong nội tâm, Lý Phàm không hiểu sao đã cảm ngộ ra sát chiêu dung hợp đặc tính của hai thứ này. Lấy lực lượng ngũ hành làm trung tâm khởi động, dùng lực lượng phá bỏ hết thảy của thiên sát và mặc sát làm mũi kiếm, kết hợp với khí phách thẳng tiến không lùi, kiếm kiếm tất chúng của Tùng Vân 28 kiếm. Lý Phàm đặt tên thần thông này là Đại Ngũ Hành Tịch Diệt Kiếm. Đáng tiếc, đây là lá bài tẩy của mình, không thể dễ dàng bại lộ được, không cách nào thử nghiệm thành quả ở biệt viện Hoàn Vũ bị giám sát dày đặc này. Lý Phàm tự tưởng tượng ra uy lực của thần thông mới này trong đầu rồi cũng chỉ đành đè suy nghĩ này xuống. Hắn tiến hành tổng kết một hồi rồi cũng bắt đầu suy nghĩ quy hoạch cho tương lai. Ngũ hành không cân bằng, sớm muộn phải bổ sung đầy đủ. Bằng không, cho dù kim đan không có chuyện thì lúc cướp đoạt ngũ hành đại động thiên hoàn mỹ không tì vết tự thành một thể kia, ắt hẳn sẽ có chuyện xấu xảy ra. Tân pháp của thiên tôn, tu hành thì nhanh, nhưng khi đột phát tới nguyên anh kỳ sẽ không khỏi phải đối mặt với sự phản kích của thiên địa. Lúc trước, hắn so sánh quá trình dòm chi pháp giống với lót giấy chép tranh, như vậy. Quá trình đoạt tinh hoa của thiên địa thì tương đương với việc cướp lấy tranh quý trong viện bảo tàng, tất nhiên phải đối mặt với hệ thống bảo vệ. Chi tiết cụ thể thì hiện giờ Lý Phàm còn chưa nắm rõ, nhưng mà trước đó, hắn từng đọc qua đôi câu có liên quan. Kế tiếp, vừa tu hành vừa thu thập tin tức liên quan. Cho dù là tư liệu về ngũ hành đại động thiên hay là lực lượng ngũ hành có thể sánh với hãn hải, xích viêm thì cũng không phải là thứ dễ dàng đạt được. Cần phải dốc hết sức mưu đồ từ sớm mới được. Lý Phàm tiến vào trạng thái tu luyện một lần nữa, hắn cảm thấy sau khi bước vào kim đan kỳ, tiến độ tu luyện của bản thân tăng trưởng vô cùng chậm. Hắn không khỏi nghĩ tới đám người Tiêu Hằng, Hà Chính Hạo, Tô Tiểu Muội. Giờ phút này,
Tiêu Hằng có lẽ đang ở Thạch Lâm Châu, Tô Tiểu Muội còn chưa đi ra di tích Triều Nguyên Tông. Hà Chính Hạo hình như đã kết thúc huấn luyện kín, chẳng qua vì công việc bận rộn nên không có thời gian tu luyện. Mà bọn họ đều đã đột phá hết tới Kim Đan Kỳ, muốn tiến bộ lần nữa cũng không phải chuyện một sớm một chiều. Xem ra, đây là thời điểm để bồi dưỡng một nhóm mầm mới rồi. Các bạn vừa nghe xong tập 31 của bộ truyện Ta mô phỏng Trường Sinh Lộ của tác giả Phẫn Nộ Đích Ô Tặc tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.